Chàng trai trẻ này là một cậu thanh niên đang chuẩn bị bước vào độ tuổi 18 và anh chàng đang phải một mình di chuyển đến một vùng nông thôn để tiếp tục sinh sống và hoàn thành năm học cuối cấp của mình ở một trường trung học tại nơi này. Với khoản chi phí ít ỏi mà mình có được, nên Tê Hô phải tìm thuê một căn nhà tồi tàn để có chỗ mà ăn ở. Khi ông chủ nhà lên tiếng hỏi, bố mẹ của cậu đâu rồi? Sao lại để một thanh niên đang ở tuổi trưởng thành đến vùng nông thôn ở một mình thế? Tê Hô liền bảo bố mẹ cháu qua đời cả rồi, sau đó thì chốt cháu sẽ chọn căn nhà này, để ông chủ nhà không hỏi thêm về mình thứ gì nữa. Khi đang đi cùng ông chủ nhà về nhà ông ta để ký hợp đồng thuê trọ, thì có một chiếc xe hơi chạy đến và có chở một anh thanh niên ở trên xe. Ông chủ nhà bảo cậu ta là con trai thứ ba của tập đoàn Kang O đấy, nhưng cậu ấy chỉ là đứa con ngoài giá thú của gia đình tài phiệt đó mà thôi. Đó là lý do cậu ta bị giam cầm ở vùng nông thôn hẻo lánh này. Mà cậu thiếu gia Kang In Ha đó cũng đang học trường trung học Kang O đấy. Tôi hy vọng là cậu sẽ không phải học chung với tên thiếu gia đó. Buổi tối đến trong một dinh thự gần đó thì có những tràng pháo hoa đang tung bay rực rỡ trên bầu trời. Ở bên dưới thì đang có một đại tiệc đầy sôi động dành cho những cậu ấm cô chiêu của tầng lớp quý tộc. Và chủ nhân của buổi tiệc này chính là cậu con cả Kang In Ju của tập đoàn Kang O. Ở bên trong thì cậu con trai thứ ba In Ha của tập đoàn Kang O đang tự giam mình trong nhà và nhìn ra ngoài với ánh mắt vô hồn. Tê Hô đứng ngắm nhìn buổi tiệc đầy hoành tráng cùng những tràng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thì vô cùng kinh ngạc. Và cũng rất bất ngờ khi có một chàng trai đang ở trong nhà mà không tham gia đại tiệc cùng những người còn lại. Sáng hôm sau Tê Hô đến cửa hàng tiện lợi để xin việc, thì ông quản lý bảo chúng tôi không tuyển học sinh trung học đâu. Sau đó Tê Hô nhìn thấy cậu thiếu gia In Ha đang vô tư cho những món đồ ở siêu thị vào túi quần. Ông quản lý nhìn thấy nhưng vẫn lờ đi. Cậu thiếu gia cũng nhìn theo Tê Hô bước đi ra ngoài với ánh mắt đầy khó chịu. Tê Hô tiếp tục đi vào một cửa hàng thịt nướng để xin việc, thì đã được ông chủ cửa hàng chấp nhận. Anh chàng đi ra bên ngoài thì lại thấy anh thiếu gia kia vô tư ăn táo của một gian hàng trái cây bên lề đường và còn nói với Tê Hô, nhìn cái gì mà nhìn hả? Tê Hô nhìn thấy khá chướng mắt nhưng vẫn im lặng bước đi. Sau đó khi Tê Hô bước ra từ một cửa hàng bán đồ gia dụng, thì bị cậu thiếu gia In Ha chặn đầu và hỏi, cậu thấy thế nào khi nhìn thấy những việc tôi đã làm? Ở nơi này mọi người đều giả vờ như không thấy những việc tôi đã làm. Đó là luật bất thành văn, nên tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tê Hô bảo những người lúc nãy không phải họ giả vờ nhưng không biết, mà đang xem cậu là người vô hình thôi. In Ha liền ngăn Tê Hô bước đi và yêu cầu anh chàng phải xin lỗi vì đã sỉ nhục mình. Nhưng Tê Hô tiếp tục nói, nếu muốn người ta chú ý thì phải trộm thứ gì có giá trị hơn chứ không phải mấy thứ rác rưởi không có giá trị đó. Nói xong thì anh chàng bước đi. Còn anh thiếu gia thì nhìn theo với một thái độ khá bực dọc. In Ha liền đi đến phòng tập võ để có thể trút nỗi phẫn nộ bị Tê Hô dạy đời trước đó. Ngày hôm sau khi cậu thiếu gia In Ha đang ngồi trong lớp học, thì thầy chủ nhiệm bước vào và giới thiệu một nam sinh vừa chuyển đến. Tê Hô bước vào và giới thiệu bản thân vô cùng xúc tích và ngắn gọn. Tên là Han Tê Hô. In Ha nhìn thấy sự xuất hiện của tên vừa gặp hôm qua thì cười khỉnh một cái. Thầy giáo giới thiệu nhẹ thành tích của Tê Hô cho các bạn trong lớp biết. Em ấy đứng top 0,1% những người đạt điểm cao nhất toàn quốc trong bài thi thử đấy. Tất cả học sinh nghe xong thì đều trầm trồ và kinh ngạc. Sau đó khi đến giờ ăn trưa thì Tê Hô bị cậu thiếu gia In Ha kiếm chuyện và yêu cầu biến đi chỗ khác mà ngồi. Khi Tê Hô đã chấp nhận rời đi, thì vẫn bị In Ha ngăn cản và tuyên bố, tôi không vừa ý với cậu một chút nào cả. Tê Hô quyết định nhịn nhục nên tiếp tục chuyển chỗ ngồi, nhưng lại bị anh thiếu gia ném một mâm cơm thẳng vào người. Lần này thì Tê Hô quyết định đáp trả nên liền đập mâm cơm xuống ngay trước mặt của In Ha. Sau đó thì đạp mạnh cậu công tử hổ báo một phát, cả hai bắt đầu chiến đấu với nhau một trận tưng bừng khói lửa. Sau đó thì Tê Hô bị thân thủ của In Ha hạ gục và nhận nhiều cú đấm vào mặt. Khi thầy giáo xuất hiện thì In Ha mới chịu dừng tay và cùng Tê Hô lên văn phòng để viết bản kiểm điểm. Một lúc sau thì cậu bạn bước vào thông báo với In Ha thầy giáo đã cho phép cậu ra về rồi. In Ha liền bảo với Tê Hô, người vô hình đi đây, ở lại vui vẻ nhé. Sau đó thì bước ra ngoài. In Ha lái chiếc mô tô chạy về nhà thì lại thấy cậu anh cả Kang In Ju đang tổ chức một buổi tiệc cùng rất nhiều cô gái. Sau đó thì trổ tài khả năng xạ thủ của mình và được rất nhiều em gái xinh tươi vây quanh để tán thưởng. In Ha nhìn thấy thì rất nóng mặt nên liền lái xe mô tô rời đi. Ở trường học sau khi được thầy giáo cho phép ra về thì Tê Hô lại nhận được một cuộc điện thoại. Khi vừa nghe xong cuộc điện thoại thì anh chàng tức tốc chạy đi đâu đó. Tê Hô ngồi taxi đi đến một ngôi chùa, anh chàng tức tốc chạy vào bên trong để tìm gặp một nữ tu và gọi mẹ ơi, chạy đi mẹ. Khi thấy mẹ mình vẫn tiếp tục tụng kinh thì Tê Hô liền hét lớn, đi dùng con đi mà. Sau đó thì mẹ của Tê Hô cũng khăn gói bước lên một chiếc xe khách để tiếp tục trốn chạy. Tê Hô rưng rưng nước mắt nhìn theo mẹ mình và nhớ lại, lúc nãy ông bố đã gọi điện cho mình từ trong tù và nói rằng, đi nói với mẹ con, đừng thấy bố ngồi tù mà buông lỏng cảnh giác, người của bố đang đến tìm bà ta đấy. Mà chúng ta cũng phải gặp lại nhau, bố nhớ con trai rất nhiều. Bây giờ khi chiếc xe của bà mẹ đang rời đi, thì những tên đầu gấu cũng xuất hiện và tìm kiếm mẹ của Tê Hô khắp nơi. Tê Hô đứng trước một trung tâm võ thuật và đọc tấm bảng quảng cáo một lớp học dạy võ MMA. Khi nhìn vào mức học phí cần phải đóng thì anh chàng buồn bã rời đi. Bất ngờ cậu thiếu gia In Ha xuất hiện và hỏi, muốn học lớp đó để đánh tôi à? Tê Hô bảo tôi muốn học cái đó để giết một người. Khi Tê Hô bước ra về, thì In Ha thông báo tôi sẽ dạy cho cậu, với điều kiện cậu phải thắng được tôi cái đã.
In Ha dẫn Tae Ho vào sàn đấu và ném cho anh chàng một chiếc đai bảo hộ khuôn mặt, sau đó thì liên tiếp ra đòn trúng đích về phía của Tae Ho. Tiếp theo thì đánh gục Tae Ho bằng một cú đấm vào bụng. Tae Ho cố gắng chịu đau để tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên anh chàng nhìn thấy In Ha nhưng lại thấy hình ảnh ông bố của mình. Cùng câu nói chúng ta cũng phải gặp nhau nữa của ông ta vang lên, những ký ức ngày xưa khi mình và mẹ liên tục bị bố đánh đập lại hiện về. Nên Tae Ho liền đè In Ha xuống, rồi liên tục trút nỗi phẫn nộ lên người của cậu bạn thiếu gia. Khi đã hoàn hồn trở lại thì Tae Ho mới chịu dừng tay. In Ha liền hỏi cậu muốn giết tôi thật à? Sau đó thì rủ Tae Ho hãy đi ăn hamburger cùng mình và cả hai cũng bắt đầu cười nói với nhau. In Ha lái xe mô tô chở Tae Ho về tận nhà và nói làm bạn với tôi nhé, thì Tae Ho lại bảo mình không thích rồi đi vào nhà. In Ha liền yêu cầu Tae Ho hãy chuyển khoản trả lại mình tiền chiếc hamburger vừa được khao khi nãy. Rồi hằn học lái xe ra về, Tae Ho đi vào trong nhà và bắt đầu suy nghĩ về yêu cầu làm bạn mà In Ha vừa nói với mình. Hôm sau ở lớp học thì cậu bạn tức tốc chạy vào thông báo cho In Ha biết bố của Tae Ho đã giết mẹ của cậu ta. Cậu ta là con trai của sát nhân đấy. In Ha tỏ ra bực bội nên liền nói, ngày xưa cậu cũng từng chạy đến y như này và rêu rao với mấy đứa trong lớp học là tôi chỉ là một đứa con hoang, thậm chí còn không thể gọi bố mình là bố được, cậu không thể ngậm mồm của mình lại được à? Mặc dù cậu là con trai của một giám đốc trung tâm an ninh, nhưng sếp của bố cậu là người đã tạo ra tôi đấy, ông ấy cũng chỉ là một người hầu được bố tôi thuê mà thôi. Sau đó In Ha đi đến nói với Tae Ho, cậu đừng quan tâm đến cậu ta, ra ngoài hóng gió với tôi nào. Tae Ho liền bảo tôi đâu có quan tâm, cậu mới là người đang quan tâm đấy. Sau đó khi Tae Ho đang đứng một mình trên sân thượng, thì cậu bạn công tử đi đến để bắt chuyện với Tae Ho, lúc này thì Tae Ho mới kể cho In Ha nghe. Ông ấy không phải là bố ruột của tôi, do bạo lực gia đình nên ông ta bị kết án tử hình và đang ở tù. Khi Tae Ho bảo làm bạn với tôi đi, thì In Ha tỏ ra hờn dỗi vì bị Tae Ho phủ tối hôm trước. Tae Ho liền sửa lại, vậy thì chúng ta là đối tác với nhau đi, tôi không có ý định chơi ở các giải đấu nhỏ. Tôi định lợi dụng cậu để giúp tôi có thể vươn tới những giải đấu tầm cỡ, đổi lại tôi sẽ giúp cậu có được tất cả những gì mà cậu muốn. In Ha liền bật cười một cái và bảo, ngoài cái đầu thông minh ra thì cậu có gì chứ? Tae Ho liền nói, tôi sẽ cho cậu cái đầu 0,1% của tôi và cùng cậu đi đến Đại học Hàn Quốc. Chúng ta sẽ quyết định xem những gì sẽ làm cùng nhau. In Ha nghe thấy thì mỉm cười một cái và tình bạn giữa hai kẻ từng đối đầu với nhau cũng bắt đầu hình thành. Một năm trôi qua thì Tae Ho bây giờ cũng trở thành sinh viên của trường Đại học Hàn Quốc và tất bật với cuộc sống vừa học vừa mưu sinh của mình. Anh chàng làm đủ thứ nghề, từ là một giáo viên của trung tâm học thêm đến làm một nhân viên khuân vác hàng hóa. Hôm đó khi Tae Ho vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cậu bạn In Ha đã chờ đợi sẵn bên ngoài với một chiếc bánh kem sinh nhật trên tay, cùng một anh đầu bếp riêng đã tự tay chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật của Tae Ho. Thế nhưng anh chàng chủ nhân của buổi tiệc chẳng tỏ ra vui vẻ hay bất ngờ gì, khiến In Ha khá thất vọng. Tae Ho đưa cho In Ha chiếc USB chứa bài báo cáo mà mình đã tự tay soạn thảo để In Ha có thể nộp bài đúng hạn. In Ha nhận chiếc USB thì liền gửi cho Tae Ho một tin nhắn để đền đáp. Đây là địa chỉ một dinh thự nhà Kang O, tôi đã đề xuất với trưởng phòng Moon để cậu làm gia sư dạy kèm toán cho Hui Ju em gái tôi. Chỉ có tôi mới tốt với cậu như thế thôi đấy. Sau đó thì In Ha gấp cho cậu bạn những món ăn đắt sắt xa miếng mà mình đã thuê đầu bếp riêng chế biến. Hôm sau Tae Ho đến trường đại học thì một ông giảng viên thông báo giáo sư Choi đang muốn gặp em đấy. Tae Ho liền đi vào phòng để gặp ông giáo sư này. Giáo sư Choi lên tiếng khen ngợi bảng báo cáo vạch ra những chiến lược tương lai cho tập đoàn Kang O mà Tae Ho đã soạn thảo. Thầy sẽ mua bản báo cáo này, em muốn bán giá bao nhiêu? Tae Ho liền nói, em sẽ giữ bản báo cáo này cho tương lai của em. Sau đó khi Tae Ho đã bước ra ngoài thì ông giáo sư Choi gọi điện thông báo cho một người bí ẩn biết, tôi nghĩ bản báo cáo này sẽ là một sức mạnh mới cho tập đoàn Kang O đấy. Nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho anh, và người đang ở bên kia đầu dây chính là cậu con trai thứ hai nhà tập đoàn Kang O là Kang Song-ju. Tae Ho lên mạng tìm kiếm tin tức về tập đoàn Kang O thì biết được hai cậu thiếu gia Kang In-ju và Kang Song-ju đang tranh đấu nhau để xem ai sẽ trở thành giám đốc chiến lược tương lai của tập đoàn. Sau đó thì nhìn thấy cô bạn hàng xóm Hai Won cũng đang có mặt ở thư viện này, anh chàng tìm cách tránh mặt. Nhưng khi đi đến mua một ly cà phê thì Hai Won lại xuất hiện và hỏi, chúng ta học cùng khóa lại là hàng xóm với nhau nữa, mà cậu lại giả vờ như không quen biết tôi vậy. Sau đó thì cô nàng rời đi và cố tình để ly cà phê vừa mua ở lại nhằm muốn tặng Tae Ho ly cà phê này. Cô nàng lên tiếng nhấn mạnh, tên của tôi là Na Hae-eun nên lần sau cậu đừng gọi tôi là này hay kia nữa nhé. Sau đó thì In Ha lại lao đến và dùng điệu bộ vô cùng nũng nịu để rủ Tae Ho hãy đi ăn trưa cùng mình. Khi đang ngồi ăn cùng nhau thì In Ha yêu cầu Tae Ho phải ăn mặc thật chỉnh tề khi đến làm gia sư cho em gái Hui Ju của mình. Sau đó Tae Ho nhìn thấy Hai Won đang bước đi ngang qua thì liên tục dán ánh mắt của mình về phía của cô nàng. In Ha liền hỏi, cậu thích cô gái Hai Won đó à? Cậu chưa bao giờ nhìn ai với ánh mắt đó cả. Khi Tae Ho lên tiếng phủ nhận và đứng dậy thì In Ha bảo, nếu cậu không thích thì tôi hốt đấy nhé. Tae Ho nghe thấy nhưng vẫn tự nhiên bước đi, còn In Ha thì tiếp tục ngắm nghía cô bạn Hai Won và khen ngợi đáng yêu thế nhỉ. Tối đến thì Tae Ho đến căn dinh thự nhà Kang O để làm gia sư dạy thêm. Cô tiểu thư Kang Hui Ju bước ra và giới thiệu bản thân mình với anh gia sư đẹp trai. Khi thấy Tae Ho tỏ ra lạnh lùng với mình thì Hui Ju lại càng thấy hứng thú hơn, nên sau đó Hui Ju liên tục đặt câu hỏi để điều tra sở thích cá nhân của anh gia sư Tae Ho.
Trong khi Tê Hô liên tục giảng bài thì Huy Du lại nhìn anh thầy gia sư với ánh mắt đầy xao xuyến. Sau đó thì Huy Du tiếp tục thao thao bất tuyệt để thu hút anh thầy gia sư nhưng Tê Hô vẫn không chút lay động. Khi Huy Du lên tiếng khen ngợi công nhận thầy đẹp trai thật đấy, thì Tê Hô mới dừng lại và nói, em không thể đánh bại được sự kiên nhẫn của tôi đâu. Huy Du liền lên tiếng thách thức, để xem em có đánh bại được sự lạnh lùng của thầy không nào. Sau buổi dạy thì ông trưởng phòng Moon đưa trước cho Tê Hô một tháng lương và yêu cầu chàng trai phải ký vào hợp đồng bảo mật cho cô chủ nhỏ của mình. Tê Hô bước ra ngoài thì thấy cậu bạn Inha đang ngồi sẵn trên xe để chờ đợi mình. Inha chở Tê Hô về nhà mình và nói với cậu bạn, Huy Du trưởng thành rồi nhỉ, đối với tôi thì Huy Du rất khác biệt với những người trong ngôi nhà đó. Thỉnh thoảng tôi thấy con bé như em ruột của mình vậy. Một lúc sau thì Inha lên tiếng hỏi về cô nàng Na Hai Won, tôi thực sự có hứng thú với cô ấy đấy. Cậu tìm hiểu xem nhà của cô ấy ở đâu, làm thêm ở chỗ nào, cô ấy thích gì nhất cho tôi nhé. Tê Hô nghe thấy thì rất bất ngờ nhưng chỉ cười khỉnh một cái rồi bước ra về. Anh chàng đi về nhà mình ở thì thấy có một người phụ nữ đi đến gõ cửa nhà cô bạn hàng xóm Hai Won của mình và liên tục hét lớn mở cửa ra. Sau đó bà ta đập bể luôn tấm cửa kính và bảo mẹ đến rồi đây. Hai Won tức giận bỏ ra ngoài thì bị bà mẹ giật lấy chiếc ví và kể lại công ơn mang nặng đẻ đau để Hai Won có thể học được đại học tốt nhất cả nước như bây giờ. Khi thấy Hai Won đang nhìn mình nên Tê Hô liền bước vào nhà. Anh chàng nghe thấy bà mẹ đang lớn tiếng vòi tiền đứa con gái của mình nên tỏ ra rất khó chịu. Một lúc sau anh chàng mở cửa bước ra ngoài thì thấy cô bạn hàng xóm Hai Won đang buồn bã bước đi trên đường. Lúc này thì trời lại bắt đầu đổ mưa nên Tê Hô liền cầm ô đến để che mưa cho Hai Won, nhưng cô nàng bảo chẳng phải cậu luôn tỏ ra là không quen biết tôi đó sao. Tê Hô liền lên tiếng rủ cô nàng hãy làm một lon bia cùng nhau vì chúng ta vừa là hàng xóm vừa là bạn học chung khóa với nhau mà. Sau đó khi cả hai đứng trước một cửa hàng tiện lợi thì Hai Won bảo nhìn cậu có vẻ khó chịu khi đã nhìn thấy tất cả nhưng phải giả vờ là không biết gì cả nhỉ. Tê Hô liền bảo tôi luôn sống như vậy. Ngày hôm sau ở tập đoàn Kang O thì anh trưởng phòng Chu đang báo cáo lại với ông chủ tịch Kang toàn bộ lịch trình di chuyển và ăn chơi của hai cậu công tử Kang Song Ju và Kang In Ju. Khi nhìn thấy bản kế hoạch thành lập văn phòng chiến lược tương lai trên bàn thì anh trưởng phòng Chu liền hỏi ngài sẽ giao văn phòng chiến lược này cho một trong hai người phải không ạ. Ông chủ tịch Kang liền bảo tôi vẫn chưa có quyết định sẽ chọn người nào. Còn bà giám đốc Giang, mẹ của cậu công tử Kang Song Ju, thì cũng đang vạch ra một kế hoạch để dọn đường cho con trai mình trở thành người thừa kế văn phòng chiến lược tương lai đó. Bà ta gặp gỡ Inha và yêu cầu cậu con trai chưa được thừa nhận của tập đoàn Kang O hãy ký vào biên bản từ chối quyền thừa kế cổ phần đi. Nếu cậu ký tên thì tôi hứa cậu sẽ không bị cắt hỗ trợ tài chính. Và trước đó thì Tê Hô đã lường trước được việc bà giám đốc Giang chắc chắn sẽ hẹn gặp Inha để dẹp bỏ đứa con hoang duy nhất và cả hai chàng trai đã vạch ra kế hoạch để đối phó. Bây giờ thì Inha cũng quyết định ký tên vào bảng cam kết này vì tất cả mọi chuyện đều đã được tính toán. Tê Hô bước ra khỏi trung tâm dạy thêm thì Inha thông báo tôi đã dứt khoát ký tên rồi. Sau đó anh thiếu gia chở Tê Hô về nhà để cùng ăn nhậu một bữa nhưng lại phát hiện cái gì cũng đã mua rồi, chỉ có rượu là chưa mua thôi. Inha ra cửa hàng tiện lợi rồi thu gom một giỏ xách rượu bia. Lúc này thì lại thấy Hai Won bước vào siêu thị, Inha liền ngăn không cho cô nàng mua một lon bia và nói, tôi mua nhiều lắm rồi. Inha dẫn Hai Won lên nhà của Tê Hô, sau đó thì rủ tất cả hãy đến nhà tôi quẩy đi vì ở đây chật quá. Hai Won nghe thấy thì cũng đồng ý. Còn Tê Hô bảo mình vào nhà dọn dẹp một tí rồi mới đi. Hai Won viện cớ là muốn đi vào nhà vệ sinh để đi vào nhà. Tê Hô nhìn thấy Hai Won bước vào nên vội vàng cất đi hai chiếc quần nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Hai Won liền cười một cái rồi hỏi, cậu cũng biết xấu hổ nữa à, mà tôi chỉ viện cớ là đi vệ sinh để nói với cậu một chuyện. Tôi không theo Inha đến đây vì cậu đâu, mà hôm nay cậu hơi đáng yêu đấy. Tê Hô nghe lời khen thì cũng không biết mình đáng yêu ở chỗ nào. Sau đó cả ba đi đến nhà của Inha để vừa uống rượu vừa trò chuyện. Inha bây giờ quyết định tấn công Hai Won một cách trực diện nên liền hỏi, cậu có muốn làm bạn gái của tôi không? Sau đó thì yêu cầu Tê Hô hãy giới thiệu với cô ấy tôi là người như thế nào đi. Tê Hô bảo cậu ấy có rất nhiều thứ nhưng cũng đánh mất rất nhiều thứ, nhưng cậu ấy giàu đến mức dù có mất thứ gì thì cũng không sao. Hai Won nghe xong thì bảo, tôi đang rất bận để kiếm sống nên không yêu đương gì cả. Nếu cậu cứ tiếp tục thì tôi sẽ thấy không thoải mái đó. Hai Won nhìn về hướng của Tê Hô và thấy anh chàng không bộc lộ tí cảm xúc gì khi Inha tỏ tình với mình. Còn Tê Hô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Hai Won mà phải thông qua chiếc ly và thấy cô nàng đang rất vui vẻ. Kết thúc buổi nhậu, Inha bảo sẽ đưa Hai Won về nhà thì Tê Hô ngăn lại vì cậu đã uống rượu rồi mà. Sau đó khi cả hai đã ra về thì Inha cảm thấy có một điều gì đó không đúng lắm. Khi đang cùng nhau ngồi trên xe buýt thì Hai Won nhắn tin rủ Tê Hô hãy đi tăng hai cùng với nhau. Sau đó thì cả hai ngồi trên một nơi rất cao, cũng là nơi mà Hai Won từng thuê 2 năm trước đây. Cả hai cầm trên tay mỗi người một lon bia và cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Hai Won bây giờ nói thẳng với Tê Hô, có phải việc cậu ở bên cạnh Inha vì anh ta là một sợi dây vàng có thể kéo cậu lên vị trí cao hơn không? Tôi và cậu có thể có mục đích giống nhau đấy. Nếu tôi nhờ cậu giúp đỡ thì cậu có giúp tôi không? Tê Hô sau một hồi suy nghĩ thì liền bảo, tuyệt đối không, nhưng tôi sẽ không cản đường cậu đâu. Tê Hô đứng dậy bước ra về thì Hai Won khẳng định, rồi cậu cũng sẽ giúp tôi mà thôi. Inha bây giờ đi lên nhà của Tê Hô rồi thắc mắc, tại sao Tê Hô lại không nói cho mình nghe Hai Won đang sống ở chỗ này nhỉ? Tê Hô bước ra về,
Khi đi ngang cửa hàng tiện lợi mà mình từng ngồi nói chuyện với Hai Won, thì anh chàng cảm thấy vô cùng quyến luyến. Tae-ho đi về nhà, thì thấy In-ha đang ngồi hút tô mì gói một cách ngon lành trước cửa nhà mình và còn thông báo hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây với cậu nữa. Ngày hôm sau khi đại gia đình Kang-o đang dùng bữa cùng nhau, thì Hui-ju lên tiếng yêu cầu hãy mời anh In-ha đến dùng bữa tối thứ bảy tuần này. Ông anh cả In-ju lên tiếng phản đối vì In-ha không được phép bước chân vào gia đình này, còn bà mẹ ruột cũng chẳng đồng ý với ý kiến mà con gái mình đưa ra. Nhưng ông chủ tịch yêu cầu trưởng phòng Moon tìm hiểu xem In-ha có lịch trình gì khác vào thứ bảy tuần này không. Bà giám đốc Giang kịch liệt phản đối việc cho phép In-ha về ngôi nhà này để dùng bữa. Ông chồng liền bảo, nó đã làm theo yêu cầu từ bỏ quyền thừa kế của cô mà. Cô nghĩ tôi không biết gì sao, tất cả mọi việc liên quan đến tập đoàn Kang-o đều phải do tôi quyết định. Sau đó ông chủ tịch gọi điện luôn cho In-ha. Bà giám đốc Giang cảm thấy rất tức giận nên liền đi ra bên ngoài. Ông chủ tịch yêu cầu In-ha hãy đến dinh thự Bisun-je để dùng bữa vào tối thứ bảy tuần này. Cậu con trai ngoài giá thú nghe được thì vô cùng kinh ngạc. Tae-ho nghe In-ha kể lại sự việc thì cũng khá bất ngờ vì không nghĩ chủ tịch Kang lại hành động nhanh hơn mình nghĩ. Bà giám đốc Giang ném tờ cam kết từ bỏ quyền thừa kế mà In-ha đã ký trước mặt ông chủ tịch Kang rồi hằn học bước đi. Tae-ho nói với In-ha, chủ tịch Kang bố cậu là một người đầy lạnh lùng và máu lạnh, có lẽ ông ấy cũng có ý định tước quyền thừa kế của cậu. Ông ấy tỏ ra thân thiện với cậu chỉ để trừng phạt bà giám đốc Giang vì đã cướp đi quyền quyết định của ông ấy mà thôi, việc ông ấy đối tốt với cậu sẽ không kéo dài được lâu đâu. Cậu phải cho ông bố chủ tịch thấy, cậu là một người ngây thơ nhưng không hiền lành, là người biết vị trí của mình nhưng cũng có thể leo lên bất kỳ vị trí nào. Và cậu sẽ không tham lam trong tương lai, cậu phải cho chủ tịch Kang cảm nhận được con người đó từ cậu, sẽ không dễ nhưng tôi tin cậu có thể làm được. Ông chủ tịch Kang đưa tờ cam kết từ bỏ quyền thừa kế cho ông trưởng phòng Chu và hỏi, có điều gì khác liên quan đến tập đoàn Kang-o mà cậu không cho tôi biết không? Cậu đừng nên làm gì phản bội lại niềm tin của tôi nữa đấy. Tôi muốn ký hợp đồng với công ty luật Minton để làm cố vấn pháp lý mới, tôi sẽ mua lại công ty Minton đó. Minton sẽ là vũ khí lớn giúp Kang-o phát triển lớn mạnh hơn hiện tại. Đây là bí mật chỉ tôi và cậu biết, nếu nó được tiết lộ ra bên ngoài thì chắc chắn sự dò gì đó từ cậu mà ra. Cậu đã ở bên cạnh tôi 19 năm rồi nhỉ, tôi sẽ đưa Minton cho cậu, hãy cố gắng biến nó thành một ngọn giáo lợi hại đi. Trưởng phòng Chu nghe được thì gật đầu cảm ơn díu dít. Sau đó ông chủ tịch yêu cầu trưởng phòng Chu hãy giữ bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế này vì sẽ có lúc cần đến nó đấy. Cậu con trai thứ hai Kang Song-ju đến trường đại học gặp ông giáo sư Choi và đọc bản kế hoạch trung tâm hợp tác cùng thịnh vượng mà cậu sinh viên Tae-ho đã soạn thảo với vẻ mặt đầy thích thú. Ông giáo sư bảo đây sẽ là vũ khí tối thượng giúp cậu trở thành chủ nhân của Kang-o đấy. Kang Song-ju yêu cầu ông giáo sư Choi hãy nộp đơn từ chức đi và trở thành một giám đốc dưới trướng anh ta để giúp xây dựng trung tâm hợp tác thịnh vượng này. Hui-ju ngồi chờ tại một nhà hàng rồi vẽ bức hình anh thầy dạy thêm cờ rớt của mình. In-ha bước vào và dùng dáng vẻ vô cùng uốn lượn để chào cô em gái lâu ngày mới gặp lại của mình. Sau đó thì hỏi Hui-ju, em trốn học trà đạo như thế này không sợ bị mẹ phạt hay sao? Hui-ju nói em đã giúp cho ông thầy trà đạo đó được một bữa ngồi mát ăn bát vàng rồi còn gì. Ông ấy sẽ không mách lại với mẹ đâu. Sau đó thì cô nhân viên nhà hàng bước vào. In-ha rất bất ngờ khi đó lại chính là Hai Won. Cô tiểu thư sau khi biết cô nhân viên phục vụ này là bạn của ông anh In-ha thì liền hỏi, nếu là bạn của anh thì chị cũng quen anh Tae-ho sao? Em không thích xung quanh người của mình lại có phụ nữ. Sau đó thì mỉm cười và bảo em chỉ đùa thôi mà. Hai Won liền đáp trả, chị cũng không thích có phụ nữ xung quanh người của mình. Hui-ju nghe xong thì bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, nên từ chối gọi những món ăn đắt tiền ở nhà hàng này mà muốn dùng một món mì tương đen thật cay. Cô tiểu thư nhìn theo Hai Won với ánh mắt không mấy thiện cảm. Sau khi đã tiễn Hui-ju ra về, thì In-ha quay lại nhà hàng và nói lời xin lỗi Hai Won vì những lời nói hơi quá lời của em gái mình. Anh chàng lên tiếng để được đưa Hai Won về sau khi hết giờ làm, nhưng cô nàng bảo tôi đã nói là rất bận nên không có thời gian hẹn hò rồi mà. Ngày hôm sau thì In-ha đến dinh thự Bisun-je, thì anh cậu cả bước ra và bảo, hèn chi tôi nghe mùi thối ở đâu đây. Hui-ju liền xuất hiện và yêu cầu In-ha đừng quan tâm đến những gì mà anh ấy nói. Khi bị ông anh cả chỉ trỏ vào mặt, thì Hui-ju liền cắn luôn vào tay của ông anh cả. In-ju liền ra lệnh cho trưởng phòng Moon hãy đuổi hắn ta đi ngay đi. Bà giám đốc Giang xuất hiện và cho rằng In-ha đã gây náo loạn chỗ này. Cậu nên biết là cậu không nên đến dinh thự Bisun-je này. Sau đó thì ông trưởng phòng Moon thông báo với ông chủ tịch Kang, cậu ấy đã rời đi ngay khi nghe bà giám đốc Giang nói như thế rồi ạ. Tae-ho ngồi taxi đến một bãi biển để tìm In-ha. Anh thiếu gia bày tỏ sự buồn bã vì mình vẫn bị xem thường khi bước vào dinh thự của nhà đó. Tae-ho bảo bây giờ tôi biết mình phải làm gì rồi, sắp tới cậu sẽ chịu đựng nhiều sự sỉ nhục và lăng mạ, nhưng tôi sẽ giúp cậu trở nên hoàn hảo hơn. Cậu sẽ đường đường chính chính trở thành con trai thứ ba của nhà tài phiệt Kang-o. Đúng như mong đợi thì Kang Song-ju và giáo sư Choi đã gặp nhau, nên trung tâm hợp tác cùng thịnh vượng chắc chắn sẽ được thành lập, cuối cùng thì kế hoạch của chúng ta cũng bắt đầu rồi. Buổi tối đến khi đại gia đình đang dùng bữa, thì Hui-ju tỏ ra tức giận khi không một ai quan tâm đến việc anh In-ha đã phải rời đi. Sau đó thì lớn tiếng cãi nhau với cậu anh cả Kang In-ju, ông bố chủ tịch liền lên tiếng can ngăn. Hui-ju tiếp tục đứng dậy và dùng lời lẽ nặng lời để mắng những người trong nhà. Sau đó thì bước vào bên trong, ông chủ tịch Kang hỏi cậu con cả In-ju, sao con dám xúc phạm ta trong chính ngôi nhà này? Ta là người đã mời In-ha nhưng con đã khiến nó phải bỏ đi, ta phải suy nghĩ xem con cần phải nhận thứ gì sau khi đã dám xúc phạm ta.
Bà giám đốc Giang đi theo và tán Huy Du một phát và nói, con đã 17 tuổi và đã là người trưởng thành rồi. Mẹ không tha thứ cho những hành vi trẻ con của con nữa, hãy hành xử phù hợp với những gì con đã nhận được, cô giúp việc sẽ mang túi đá đến cho con. Bà giám đốc Giang đi vào gặp ông trưởng phòng Moon để hỏi xem dạo này có chuyện gì khác lạ xảy ra với Huy Du không. Thì ông trưởng phòng bảo gia sư dạy toán mới cho tiểu thư là bạn của thiếu gia Inha. Vì thiếu gia bảo với tôi có một người bạn có hoàn cảnh khó khăn đang cần việc làm, lúc này thì cô giúp việc chạy vào thông báo không thấy tiểu thư ở đâu nữa. Bây giờ thì Huy Du đang bước đi trên đường và liên tục từ chối cuộc gọi của mẹ mình. Cô nàng cảm thấy sợ hãi khi đang ở một mình ở một nơi hoang vắng, nên liền bấm điện thoại để gọi cho anh gia sư Tê Hô, sau đó thì thông báo em bỏ nhà đi rồi. Huy Du chạy bộ trên một sân thể thao, rồi nằm xuống đất vì quá mệt, sau đó thì rất vui mừng khi anh gia sư Tê Hô cũng đi đến. Trong khi cô tiểu thư liên tục líu lo để bày tỏ niềm vui khi Tê Hô đến tìm mình, thì anh gia sư yêu cầu Huy Du hãy về nhà ngay. Lúc này thì Hai Won cũng đi đến, cô tiểu thư liền khẳng định chủ quyền và giới thiệu anh Tê Hô là gia sư dạy toán của em đấy. Nếu chị cần một người để làm bạn thì một mình anh Inha là đủ rồi. Nói xong thì đi đến khoác tay của Tê Hô, lúc này thì Inha cũng lái xe đến, nhưng Huy Du không muốn lên xe. Sau đó thì yêu cầu Tê Hô phải đi cùng em, nếu không thì em sẽ không đi đâu cả. Inha cũng năn nỉ Tê Hô hãy bước lên xe dùng đi, Hai Won cũng lên tiếng để được đi nhờ về nhà mình. Rồi giới thiệu với Huy Du, chị là hàng xóm của anh Tê Hô đấy. Khi về đến nhà thì Huy Du càng ngạc nhiên hơn khi thấy nhà của anh Tê Hô và của Hai Won quá gần nhau. Và có thể gặp được nhau mỗi đêm, khi cả hai đã ai về nhà nấy, thì Inha liền bảo em không thể có gì đó với Tê Hô được đâu. Huy Du liền hỏi anh thích chị gái kia phải không? Em mong là chị ấy cũng thích anh nhanh nhất có thể. Sau đó thì cô tiểu thư cảm thấy bất an vì sự gần gũi giữa hai căn nhà này. Tê Hô bước ra khỏi nhà thì thấy Hai Won đang đứng nhìn một cặp nam nữ đang bước đi dưới đất. Lúc này thì anh chàng nhận được tin nhắn thông báo chấm dứt hợp đồng dạy thêm từ ông trưởng phòng Moon. Sáng ngày hôm sau, cô tiểu thư Huy Du sau khi biết được gia sư dạy toán cho mình đã bị thay đổi, thì liền xông ra ngoài nhưng bị cô giúp việc nhiệt tình ngăn cản. Huy Du tìm cách ra ngoài nên thông báo hôm nay tôi sẽ đi học. Huy Du buồn bã ngồi trên xe, rồi ra lệnh cho tài xế hãy dừng xe lại. Cô tiểu thư liền bắt một chiếc taxi để rời đi trong sự ngăn cản yếu ớt của anh tài xế. Huy Du đến thẳng trường đại học để tìm anh gia sư dạy toán cũ của mình. Sau đó thì cô tiểu thư nhiệt liệt đuổi theo để mong trò chuyện đàng hoàng cùng Tê Hô. Lúc này thì Hai Won cũng đi ngang qua và nhìn thấy cả hai đang đứng nói chuyện cùng nhau. Huy Du thẳng thắn bày tỏ em thích anh. Nhưng Tê Hô lạnh lùng móc điện thoại ra và gọi cho trưởng phòng Moon thông báo, gửi cho tôi số tài khoản tôi sẽ chuyển lại số tiền tạm ứng lương dạy thêm còn thừa lại. Sau đó thì nói với Huy Du, anh là người làm thuê và em là chủ, hợp đồng kết thúc thì chúng ta cũng kết thúc. Anh đã bảo là em sẽ không thắng được sự kiên nhẫn của anh rồi mà. Cô tiểu thư tức giận bảo, em quên mất mối quan hệ giữa hai chúng ta là chủ và người được thuê rồi. Vậy thì anh cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ đi nhé, để giữ vững cái ranh giới mà anh Tê Hô đã vẽ ra. Huy Du lạnh lùng gọi tài xế đến rước mình ra về. Sau đó thì cô tiểu thư bắt đầu cho ngập lụt chiếc xe vì đã bị từ chối tình cảm một cách đầy phủ phàng và lạnh lùng. Tê Hô đến thư viện trường thì Hai Won cũng xuất hiện và bảo, sao cậu đối xử lạnh lùng với con bé vậy? Hãy coi Kang Huy Du là một trong những phương tiện của cậu đi chứ. Anh chàng liền bảo tôi không cần lời khuyên của cậu, rồi quay mặt bước đi. Khi Hai Won vừa rời đi thì anh chàng Inha cũng xuất hiện sau bức màn và tự hỏi, Hai Won rốt cuộc cậu vừa nói những gì vậy? Bà mẹ của Hai Won bây giờ đang làm thêm tại một sòng bạc, nhưng lại vô cùng khát khao được có tiền để được chung vui cùng những con bạc nơi đây. Sau đó bà ta tự hỏi bản thân mình có nên đến tìm con gái để vòi một ít tiền nữa không. Đúng lúc này bà ta vô tình nhìn thấy có rất nhiều thùng tiền đang được vận chuyển vào bên trong. Sau khi tên sếp cầm đầu đã rời khỏi phòng, thì bà ta liền xuất hiện và thì thầm, đằng nào cũng chớt bằng chi cứ làm một vố to cái đã. Sau đó thì bà ta mở cửa đi vào căn phòng của tên sếp cầm đầu, bà ta tìm lấy một cọc tiền to bự, rồi vội vã chạy trốn thoát thân. Ngày hôm sau vừa tan buổi học tại giảng đường, thì tên sếp cầm đầu dẫn hai đàn em đến gặp và yêu cầu cô nàng hãy trả số tiền 50 triệu mà mẹ của Hai Won đã trộm từ bọn chúng. Cô nàng liền bảo tôi không có mẹ, các anh tìm mà ta mà đòi hoặc đến đồn cảnh sát mà kiện. Khi Hai Won bước ra ngoài thì tên cầm đầu liền ra lệnh cho đàn em hãy đuổi theo. Sau đó hai tên đàn em bắt đầu chặn đầu của Hai Won, tên sếp liền tát cô nàng một phát, nhưng Hai Won ngay lập tức đáp trả hắn ta. Tên sếp cầm đầu định tiếp tục manh động thì bị Tê Hô ngăn lại. Lúc này thì bảo vệ trường đại học cũng đi đến, nên tên cầm đầu liền dọa sẽ đến nhà tìm Hai Won rồi bọn chúng bước ra về. Tê Hô kéo tay Hai Won đi vào giảng đường và hỏi, cậu có nơi nào để tránh những người đó không? Hai Won bảo tôi đã từng trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ chọn cách trốn chạy vì như thế giống như là tôi đang thừa nhận bà ta là gia đình của tôi vậy. Tôi không làm gì sai nên tôi không sợ gì cả. Inha lúc đang chơi bóng rổ thì cậu bạn chạy đến thông báo mấy tên côn đồ vừa đến để đòi tiền rồi còn tát Hai Won nữa. Lúc này thì Hai Won cũng nhận được điện thoại của Inha nhưng cô nàng cố tình không bắt máy. Tê Hô khi đang bước đi về nhà thì vẫn cảm thấy lo lắng cho Hai Won nên quyết định quay lại để tìm cô nàng. Inha bây giờ cũng đang vội vã chạy đi tìm Hai Won khắp nơi, sau đó thì cũng tìm thấy được cô nàng ở trong giảng đường. Inha liền ôm Hai Won vào lòng và nói tôi lo cho cậu lắm. Nói xong thì anh chàng chạm luôn vào môi của Hai Won. Tê Hô xuất hiện và nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Hai Won cũng nhìn về hướng Tê Hô một cái. Tê Hô vô cùng sửng sốt,
nhưng rồi cũng lui bước rời đi để không làm phiền cặp đôi, còn Hai Won thì cũng không phản kháng trước cái ôm của cậu thiếu gia In Ha. Tae Ho ngồi xe buýt về nhà với tâm trạng khá sốc, khi đã xuống xe buýt thì anh chàng tức tốc chạy về nhà. Sau đó thì nhìn thấy Hai Won đang mang một túi xách hành lý, cô nàng thông báo tạm thời tôi sẽ ở nhà In Ha, Tae Ho liền nắm tay và yêu cầu Hai Won đừng đi. Khi nhìn thấy Tae Ho vẫn bập bẹ không nói nên lời, thì Hai Won liền bảo, cậu cứ như thế này thì chúng ta mãi chẳng thể có kết cục gì tốt đẹp cả. Không phải cậu cũng muốn có một cuộc sống mới đó sao, nếu chúng ta chùn bước thì sẽ không thay đổi được gì cả. Nói xong thì cô nàng cũng bước đi trong sự bất lực của Tae Ho. Sau đó Tae Ho đi về nhà và suy nghĩ lại những câu nói mà Hai Won vừa nói với mình, bất ngờ cô nàng hàng xóm lại gõ cửa ở bên ngoài. Đúng lúc này thì cậu thiếu gia In Ha cũng gọi điện thoại đến, Tae Ho định cúp máy nhưng rồi lại quyết định bấm để nghe điện thoại, ở bên ngoài thì Hai Won cũng quyết định rời đi. Thấm thoát 5 năm trôi qua, trung tâm hợp tác Đồng Thịnh Vượng cũng đã được thành lập và đang kỷ niệm 5 năm thành lập. Chàng thiếu gia In Ha bây giờ đang chỉnh trang lại y phục để xếp hàng cùng những nhân viên khác trong trung tâm này. Sau đó thì ông chủ tịch Kang cũng ngồi xe đến, cùng cậu con trai thứ hai Song Ju và cậu con cả In Ju. Tất cả cùng ông giáo sư Choi đi vào bên trong, In Ha cũng cúi một người xuống để chào đón ngài chủ tịch, nhưng ông ta lại không hướng ánh mắt về đứa con trai ngoài giá thú của mình. Ông giáo sư giới thiệu đây là nhân viên đã viết bài phát biểu cho ngày hôm nay đấy ạ. Anh chàng cũng dõng dạc giới thiệu. Tôi làm việc trong nhóm đào tạo lãnh đạo toàn cầu, tên tôi là Han Tae Ho, và đó là khoảnh khắc mà trò chơi giữa Tae Ho và In Ha cũng sẽ được bắt đầu. Sau đó thì ông chủ tịch Kang yêu cầu được nói chuyện riêng với anh nhân viên Tae Ho. Ông chủ tịch bất ngờ thông báo sa thải Tae Ho và khẳng định trong 5 năm qua, cậu không phải là người giúp nâng trung tâm này lên giá trị 30.000 tỷ đâu, mà là người của tôi. Tae Ho liền bảo tôi có thể đi đến những nơi cần tôi và tạo ra một Kang O khác. Chủ tịch Kang liền nhắc đến người bố tội phạm của Tae Ho để khiêu khích anh chàng. Khi nhìn thấy cậu nhân viên này có dấu hiệu tức giận, thì ông chủ tịch liền bảo, để làm việc được với tôi thì cậu tuyệt đối không được để cho đối phương biết là mình đang tức giận dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu cần học cách che giấu con người thật của mình kể từ đây, tôi cần một người có tinh thần thép ở bên cạnh mình, cậu hiểu chứ? Sau đó thì ông chủ tịch Kang cũng phát biểu trước toàn bộ nhân viên của trung tâm hợp tác Đồng Thịnh Vượng và sử dụng những câu văn cùng biểu ngữ mà cậu nhân viên Tae Ho đã soạn thảo cho mình. Khi tất cả phái đoàn bước ra về, thì Tae Ho nói với In Ha, giám đốc Choi sẽ sớm bị cách chức khỏi trung tâm này thôi. Vì ông ta đã hết giá trị lợi dụng, tên Kang Song Ju sẽ sử dụng trung tâm hợp tác Đồng Thịnh Vượng này làm vũ khí để có được tập đoàn Kang O. Sau đó thì Tae Ho đi vào chào ông chủ tịch Kang và kể từ đây thì chàng trai cũng trở thành thư ký của ông chủ tịch Kang. 5 năm nữa tiếp tục trôi qua, hôm đó ông chủ tịch Kang khi đang bơi thì đột nhiên bị ngất đi, tất cả thành viên trong gia đình vội vã đi đến bệnh viện thì thấy ông chủ tịch đang bình tĩnh nhâm nhi một đĩa bít tết ngon lành. Bà giám đốc Giang và tên cậu cả In Ju rất khó chịu với sự có mặt của cậu thư ký Tae Ho ở chỗ này. Sau đó tất cả kéo nhau ra về và đều bày tỏ sự bất an khi chủ tịch Kang luôn tin tưởng và trọng dụng cậu thư ký Tae Ho suốt 5 năm qua. Khi nghe bà giám đốc Giang lên tiếng giáo huấn vợ mình thì tên cậu cả liền chạm vào vai bà mẹ kế và yêu cầu: "Mẹ cứ lo chăm sóc chồng cho tốt đi trước khi giáo dục vợ người khác chăm sóc chồng mình như thế nào." Sau đó thì hai anh em cùng cha khác mẹ bắt đầu cự cãi qua lại. Tae Ho bước vào phòng bệnh gặp ông chủ tịch Kang và thông báo nghị sĩ Kim đã hứa sẽ đắc cử như ý mà chủ tịch mong muốn. Ông chủ tịch Kang bảo sau khi nghị sĩ Kim trở thành lãnh đạo đảng thì dự án đường Hoàng gia sẽ bắt đầu. Và vào một năm trước thì chủ tịch Kang đã vạch ra kế hoạch xây dựng một thành phố lớn trên một bờ biển và biến nó thành một quốc gia bên trong đất nước Hàn Quốc. Chủ tịch Kang bây giờ cũng thông báo khu đất để xây dựng đường Hoàng gia đã được mua, chỉ cần khởi công nữa là xong. In Ha thì bây giờ đang làm quản lý một công ty chuyên về công nghệ thông tin và chỉ là một công ty nhỏ thuộc tập đoàn Kang O. Còn Hai Won đang làm việc trong đảng Hanmi, phụ trách vận động chính trị trong các chiến dịch tranh cử. Cậu con trai thứ hai Kang Song Ju đi bắn súng giải trí cùng ông nghị sĩ Jo để thiết lập mối quan hệ chính trị với ông nghị sĩ này. Sau đó thì những hệ thống camera tại câu lạc bộ bắn súng giải trí này cũng bị một anh chàng hacker trẻ tuổi đột nhập thành công và tải về toàn bộ. Ngay lập tức thì những hình ảnh này được chuyển đến cho cậu thư ký Tae Ho, anh chàng kể cho In Ha và Hai Won nghe. 5 ngày nữa nghị sĩ Jo sẽ được đắc cử ở đảng Hanmi và Kang Song Ju sẽ dựa vào ông nghị sĩ này để tấn công vào đường Hoàng gia. Đúng như dự đoán thì tại hội nghị đảng Hanmi thì ông nghị sĩ Jo cũng đắc cử trở thành người đứng đầu trong đảng. Và Hai Won cũng là một thành viên trong đội ngũ vận động tranh cử của ông nghị sĩ này. Ông chủ tịch Kang rất tức giận khi người chiến thắng không phải là nghị sĩ Kim mà lại là ông nghị sĩ Jo, sau đó ông ta lên cơn đau tim và phải lấy thuốc ra để uống. Chủ tịch Kang ra lệnh cho Tae Ho hãy điều tra xem ai là người đứng sau đã giúp xây dựng vị trí chính trị cho nghị sĩ Jo. Lúc này thì mẹ con bà giám đốc Giang cũng đang nâng ly chúc mừng vì thế lực chính trị mà mình chống lưng đã được đắc cử. Tae Ho gặp riêng Hai Won và hỏi cậu chưa cân nhắc về việc kết hôn với In Ha sao? Khi Hai Won bảo giờ tôi chưa sẵn sàng thì Tae Ho liền chuyển hướng sang công việc và nói: "Chủ tịch Kang đã mua khu đất để xây dựng đường Hoàng gia rồi, nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì sẽ bị kết tội vi phạm lòng tin và tham ô." Tae Ho yêu cầu Hai Won hãy cung cấp cho mình thêm thông tin nội bộ của đảng Hanmi liên quan đến tên Kang Song Ju trong vòng 2 ngày. Ngày hôm sau Hai Won đến đảng Hanmi để làm việc và cố gắng tiếp cận ông trưởng phòng Kung Chon, cũng là người đã giúp đỡ ông nghị sĩ Jo rất nhiều trong chiến dịch tranh cử.
Ông trưởng phòng Kuo Chon rủ Hai Won hãy tham gia buổi tiệc ăn mừng cùng các trợ lý khác sau giờ làm việc, nhưng cô nàng lại từ chối vì đã có hẹn rồi. Cô tiểu thư Hui Ju tỏ ra rất tức giận khi được bà chị dâu thông báo mẹ đã sắp xếp hôn sự cho mình với cậu thiếu gia cô Hui Chan, nên liền tức tốc lái xe đi đến gặp bà mẹ ruột của mình. Thì bà giám đốc Kang thông báo chủ tịch cô yêu cầu con trai ông ấy và con hãy làm lễ đính hôn ngay. Hui Ju liền bảo mẹ không biết cô Hui Chan đã làm những chuyện tày đình gì ở Mỹ à, theo những gì con biết được thì hắn ta vẫn là một đứa trẻ to xác mà thôi. Con không thích một cuộc hôn nhân ép buộc đâu, mẹ cũng muốn con sống khổ sở như mẹ sao? Nếu mẹ ép buộc con thì mẹ sẽ không còn nhìn thấy con trên cõi đời này nữa, con không nói đùa đâu. Hui Ju đi ra ngoài và điện thoại để sai người tìm tung tích của tên công tử cô Hui Chan đó ngay. Cô tiểu thư lướt danh bạ điện thoại và nhìn thấy cái tên Tae Ho nhưng không bấm gọi. Hai Won đi đến một nhà hàng và được một cô nhân viên đón tiếp, lúc này ở một phòng VIP trong nhà hàng này. Thì ông trưởng phòng Kuo Chon cũng đang lôi kéo những trợ lý trong đảng hãy về phe của phó chủ tịch Kang Song Ju, vì sớm muộn thì ông chủ tịch Kang cũng bị lật đổ mà thôi. Và ở bên dưới chiếc bàn này đang có một thiết bị nghe lén đã được lắp đặt sẵn, nên Hai Won có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện này. Sau đó cô nàng đưa cho cô nhân viên nhà hàng một cọc tiền để trả công, rồi nhắn tin yêu cầu Tae Ho hãy đến nhà của In Ha ngay. Hai Won thông báo Kang Song Ju sẽ đưa ông nghị sĩ Jo lên vị trí kiểm soát của quốc hội sau khi phá hoại dự án đường hoàng gia, thì họ sẽ quy cho chủ tịch Kang tội tham ô và sơ suất. Sau khi đã lật đổ được chủ tịch Kang thì trung tâm hợp tác đồng thịnh vượng sẽ được tách ra khỏi Kang O và trở thành một công ty cổ phần. Lúc đó thì Kang Song Ju sẽ đánh cắp cốt lõi của Kang O để thành lập một đế chế mới. Chúng ta nên thuyết phục chủ tịch Kang ly khai trung tâm đó ra khỏi Kang O trước. Tae Ho bảo chủ tịch Kang sẽ không bỏ trung tâm đó đâu. Nghị sĩ Jo sẽ là mồi nhử để kích động chủ tịch Kang loại bỏ Kang Song Ju. Tin tôi đi, Kang Song Ju và nghị sĩ Jo sẽ không lấy được bất cứ thứ gì mà họ muốn đâu. Tae Ho đi đến gặp anh hacker tài năng và xem bức hình mẹ con bà giám đốc Giang đã bí mật gặp mặt ông giám đốc Chu cùng tài liệu của tổ chức từ thiện CAGA. Anh hacker bảo đây là tổ chức cứu trợ người tị nạn châu Phi do quỹ của bà giám đốc Giang điều hành, thật chất nó cũng chỉ là một tổ chức rửa tiền mà thôi. Và vào vài ngày trước thì bà giám đốc Giang đã hẹn gặp mặt ông giám đốc Chu tại câu lạc bộ bắn súng giải trí. Sau đó thì cậu con trai Kang Song Ju xuất hiện và bắt đầu lôi kéo ông giám đốc Chu này hãy về phe mình để hạ bệ chủ tịch Kang. Song Ju yêu cầu ông giám đốc Chu hãy cung cấp cho mình tài liệu về sự ra đời của công ty luật Minton từ 10 năm trước để làm bằng chứng cho hành vi tham ô và bội tín của ông bố chủ tịch Kang. Khi ông giám đốc Chu quay mặt bước đi, thì Kang Song Ju hứa sẽ cho ông giám đốc này được lãnh đạo một công ty luật toàn cầu của riêng mình, anh sẽ là chủ thực sự mà không phải nghe theo lời bất cứ một ai nữa. Tối hôm đó khi tên Kang Song Ju đang ngủ, thì chiếc điện thoại của hắn tự động được bật lên và nó đã bị anh chàng hacker trẻ tuổi kết nối và điều khiển. Sáng hôm sau thì ông giám đốc Chu cũng nhắn tin đồng ý hợp tác với tên Kang Song Ju và yêu cầu tên cậu ấm phải giữ lời hứa với mình, nhưng tên Song Ju lại thầm thì, tôi nói hứa nhưng tôi đâu có bảo là sẽ giữ lời đâu. Anh hacker bây giờ cũng nghe được những lời nói này của tên cậu ấm thứ hai nhà Kang O, sau đó thì nội dung tin nhắn này cũng được truyền đến cho anh thư ký Tae Ho. Một lúc sau khi tên Kang Song Ju cắm điện thoại vào máy tính, thì anh chàng hacker này cũng bắt đầu tải xuống những tài liệu tuyệt mật mà tên cậu ấm đang nắm giữ. Ngày hôm sau thì một shipper giao đến cho Kang Song Ju một chiếc USB mà tên giám đốc Chu gửi cho, trong đó có chứa toàn bộ tài liệu chứng minh chủ tịch Kang đã hối lộ các chính trị gia để có thể mua lại được công ty luật Minton. Cậu hacker xem được thì rất bất ngờ. Bà giám đốc Giang hẹn gặp ông viện trưởng bệnh viện Kang O đang điều trị bệnh cho ông chồng chủ tịch của mình để hỏi xem tình trạng sức khỏe thật sự của chủ tịch Kang. Khi ông viện trưởng này từ chối tiết lộ thì bà giám đốc Giang dọa sẽ tiết lộ việc ông viện trưởng này đã đưa đứa con trai từng vào trại cai nghiện của mình lên làm trưởng khoa phẫu thuật tại bệnh viện Kang O. Tae Ho báo cáo với ông chủ tịch Kang có một ngôi biệt thự đã được mua tại Tây Ban Nha dưới tên con gái của nghị sĩ Jo, một tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ đứng tên con gái của nghị sĩ Jo cũng đã nhận được 5 triệu đô la Mỹ từ tổ chức cứu trợ người tị nạn châu Phi tên là C Africa. Ông chủ tịch Kang nhận ra đây là tổ chức rửa tiền mà quỹ nghệ thuật của bà giám đốc Giang đã lập ra. Tae Ho cũng thông báo Kang Song Ju sẽ dùng trung tâm hợp tác đồng thịnh vượng để lật đổ Kang O. Anh chàng thư ký tiếp tục nói công ty luật Minton có thể trở thành điểm yếu chí mạng của chủ tịch đấy. Phó chủ tịch Kang Song Ju đã nắm được điểm yếu đó rồi. Tae Ho đưa cho ông chủ tịch xem bức hình cho thấy Kang Song Ju đã bí mật gặp gỡ tên giám đốc Chu. Ông chủ tịch tỏ ra rất tức giận khi mình đã bị tên giám đốc Chu phản bội, nên liền yêu cầu Tae Ho hãy gọi hắn đến ngay. Anh chàng thư ký cũng gọi điện triệu hồi tên giám đốc Chu hãy đến công ty ngay lập tức. Hai Won vừa bước ra khỏi chỗ làm thì In Ha lái chiếc siêu xe chạy đến và rủ cô nàng hãy đi biển cùng nhau. Sau đó thì cả hai cùng nằm trước một màn hình lớn trình chiếu hình ảnh của bãi biển. In Ha bây giờ đề nghị chúng ta hãy kết hôn đi. Hai Won cũng mỉm cười đồng ý và nói, ngày cậu kêu hãnh bước vào dinh thự Bisun Je đang đến rất gần đấy. Sau đó thì nắm thật chặt bàn tay của In Ha. Ông chủ tịch Kang triệu tập tên giám đốc Chu cùng tất cả những nhân lực chủ chốt của Kang O đến và yêu cầu phải thiết lập sự phân quyền mới cho trung tâm hợp tác đồng thịnh vượng cho đến sáng mai. Tae Ho đề nghị tất cả mọi người phải giao nộp điện thoại để tránh dò dỉ thông tin bí mật này, khiến tên giám đốc Chu tái hết mặt mày. Sau đó khi tất cả đang hăng say nghiên cứu sơ đồ tổ chức của trung tâm, thì tên giám đốc Chu trốn trong nhà vệ sinh và bắt đầu hoang mang. Vì ông ta biết chủ tịch Kang đang muốn giáng một đòn chí mạng vào Kang Song Ju, làm sao để báo cho cậu ta biết đây. Khi ông ta mở cửa bước ra ngoài thì lại chạm mặt Tae Ho,
Anh thư ký đưa chiếc điện thoại để tên giám đốc Chu có thể giải quyết nhu cầu, nhưng ông giám đốc bảo tôi không thể phá luật được. Tên giám đốc Chu quay về vị trí làm việc và tỏ ra rất lo lắng khi cậu thư ký Tê Hô đang báo cáo lại với chủ tịch Kang một thứ gì đó. Tên Kang Song Ju chạy đến thông báo với bà giám đốc Giang, bố đang muốn chiếm lại trung tâm hợp tác Đồng Thịnh Vượng. Giám đốc Chu vừa điện thoại báo tin cho con, bà mẹ ruột nghe được thì quyết định sẽ sử dụng quân bài quyết định của mình để giành quyền điều khiển Kang O. Ông chủ tịch Kang đi vào cuộc họp hội đồng của tập đoàn Kang O, ông ta bắt đầu khen ngợi sự đóng góp to lớn của cậu con trai thứ hai Song Ju của mình. Sau đó thì tuyên bố, tôi sẽ giao lại chứng khoán Kang O cho phó chủ tịch Kang Song Ju. Tên cậu cả nghe thấy thì tỏ ra vô cùng thích thú. Ông chủ tịch Kang tiếp tục thông báo trung tâm hợp tác Đồng Thịnh Vượng sẽ được tổ chức lại và trực thuộc thẩm quyền điều khiển của tôi hứa sẽ không phá hỏng những gì mà phó chủ tịch Kang Song Ju đã tạo ra. Giám đốc Choi sẽ quay lại làm giám đốc trung tâm hợp tác Đồng Thịnh Vượng. Và một ngày trước đó thì Tê Hô đã bí mật đến gặp ông giám đốc Choi. Ông ta bây giờ đã bị tên Kang Song Ju vứt bỏ và cho về vườn để câu cá. Tê Hô hứa tôi sẽ đưa anh trở lại, nhưng giờ anh phải là kẻ đối nghịch với Kang Song Ju. Tên cậu con trai thứ hai quay về phòng và rất tức giận khi bị ông bố chủ tịch vô hiệu hóa quyền lực thông qua chiêu trò bổ nhiệm sang một công ty con khác. Bất ngờ ngày hôm sau thì có rất nhiều công tố viên chạy đến khám xét tập đoàn Kang O dưới sự chỉ đạo của anh công tố Ha. Trước đó thì ông công tố trưởng đã bảo với anh công tố Ha này, tôi nhận được một email nặc danh chứa một quả bom có thể thổi bay chủ tịch Kang của tập đoàn Kang O. Tất cả công tố viên xông vào công ty và thu thập toàn bộ giấy tờ tài liệu của công ty. Bà giám đốc Giang lấy ra một chiếc USB quan trọng rồi đi đến gặp ông chồng chủ tịch và yêu cầu ông chủ tịch hãy trả lại trung tâm hợp tác Đồng Thịnh Vượng cho con trai mình. Bà ta đưa ra chiếc USB và bảo nó chứa những bằng chứng ông đã chiếm công ty luật Minton và mọi hành động bẩn thỉu ông đã làm để đạt vị trí như hiện tại. Tôi sẽ phá hủy giấc mơ mà ông đang khao khát để gây dựng nên. Ông chồng nghe được thì lên cơn đau tim nên liền đi ra ngoài. Nhưng bà giám đốc Giang tiếp tục hù dọa sẽ làm tất cả mọi thứ vì con trai mình. Bà ta đặt chiếc USB xuống bàn và bảo nó chỉ là bản sao thôi. Lúc này thì bà giám đốc Giang nhận được điện thoại thông báo công tố viên đang đến Kang O để khám xét nên liền nói với ông chồng. Tôi định ra tay để hạ bệ ông nhưng không ngờ có một người khác đã làm việc đó thay tôi rồi. Ông chủ tịch Kang khẳng định sẽ đáp trả nhưng lại lên cơn đau tim khiến cơ thể loạng choạng. Chủ tịch Kang lấy hộp thuốc để uống nhưng lại làm rơi xuống đất. Bà vợ đi đến định nhặt lên giúp chồng mình nhưng bà ta lại quyết định dừng tay lại. Một lúc sau khi ông chủ tịch đã nằm gục dưới đất thì anh thư ký Tê Hô đi vào và cầm lọ thuốc lên, sau đó thì mới gọi điện cho cấp cứu. Ở bên ngoài, tên công tố đang nhiệt liệt chỉ đạo cấp dưới thu gom giấy tờ tài liệu thì lại nhận được điện thoại của ông công tố trưởng yêu cầu phải ngừng khám xét lại ngay. Nên hắn cũng ra lệnh cho cấp dưới hãy rút quân và bảo với đồng nghiệp tên chủ tịch Kang là một người rất may mắn. Và ông chủ tịch Kang cũng đang trong tình trạng bất tỉnh. Anh công tố Ha rất tức giận vì tại sao ông chủ tịch Kang lại ngất đúng lúc như vậy được chứ. Tên cậu cả In Ju chạy đến phòng bệnh và hỏi bà giám đốc Giang đã làm gì với bố tôi vậy. Tôi biết bà đã ở cùng trước khi bố tôi ngất đi. Nhưng bà mẹ kế yêu cầu tất cả phải giữ yên lặng để chồng mình được nghỉ ngơi và khẳng định lúc mẹ rời đi thì ông ấy vẫn còn ổn. Gần đây mẹ mới biết tim bố của tụi con có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Khi tên cậu cả nói tôi biết rõ âm mưu của ba mẹ con các người, thì bà giám đốc Giang liền giả vờ bị sốc và chóng váng nhẹ. Khi hai cậu con trai tiếp tục cự cãi nhau, thì anh thư ký Tê Hô bước vào và yêu cầu tất cả hãy ra về để chủ tịch Kang được nghỉ ngơi. Bà giám đốc Giang cũng xung phong bước ra về đầu tiên. Hui Ju nhìn Tê Hô một cái rồi mới đi theo bà mẹ của mình. Tên cậu cả yêu cầu Tê Hô đừng ngạo mạn nữa, rồi mới cùng vợ hắn bước ra về. Hui Ju thông báo con có việc bận nên không đi với mẹ được. Bà giám đốc Giang yêu cầu cô tiểu thư đừng đến muộn trong buổi ra mắt với gia đình ông chủ tịch cô. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về đám cưới của con. Khi bà mẹ và anh trai đã ngồi xe rời đi, thì Hui Ju liền điện thoại để hỏi tung tích của tên công tử cô Hui Chan. Tên Kang Song Ju rất thắc mắc liệu còn có ai khác biết về bí mật của bố mình và lại còn tố cáo với viện công tố nữa chứ. Nhưng bà mẹ bảo chúng ta không cần tìm người đó làm gì. Con nên cảm ơn vì đã có người làm công việc bẩn thỉu đó thay chúng ta. Chúng ta cần phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp với những người điều hành chủ chốt của tập đoàn. Ở bệnh viện thì Tê Hô ở lại chăm sóc cho ông chủ tịch Kang, thì nhận được tin nhắn của In Ha yêu cầu ra ngoài để nói chuyện. Tê Hô thông báo chủ tịch Kang vẫn còn đang hôn mê. Nhưng In Ha tỏ ra lo lắng vì sợ kế hoạch mà Tê Hô đã hứa giúp mình sẽ tiêu tùng. Nhưng Tê Hô khuyên nhủ In Ha đừng bị sao động nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Cậu cứ tin ở tôi. In Ha cũng nghe theo và bước ra về. Lúc này thì Tê Hô lại nhận được điện thoại từ thư ký của cậu cả In Ju yêu cầu được gặp mặt anh chàng. Tên cậu cả In Ju dẫn Tê Hô đến một căn hộ hạng sang và hứa hẹn nếu cậu muốn thì chỗ này sẽ là của cậu. Hắn tuyên bố đã nắm được lai lịch của cậu thư ký trong lòng bàn tay nên mới dùng căn hộ này để mua chuộc anh chàng. Nhưng Tê Hô bảo nếu muốn kéo tôi về phe anh thì anh nên mang thứ gì đó to lớn hơn căn nhà này đến mới đúng. Nếu tôi có được tất cả những gì mà giám đốc có thì tôi mới có thể trở thành người của giám đốc được. Nếu không được thì tôi xin phép được ra về. Khi Tê Hô đã rời đi thì tên cậu cả liền điện thoại cho thư ký của mình hãy đến đây ngay. Tê Hô khi chuẩn bị bước vào thang máy thì thấy tên thư ký Moji Jun cầm cây gậy bóng chày bước vào. Tên Kang In Ju liên tục chút nỗi bực tức lên người thư ký của mình và yêu cầu anh thư ký này phải theo dõi nhất cử nhất động của Tê Hô kể từ ngày mai. Tê Hô đi vào phòng bệnh để gặp ông chủ tịch thì ông ta bây giờ lại vô cùng khỏe mạnh và tỉnh táo. Chủ tịch Kang liền hỏi tôi có thể tin cậu được không?
Nếu kế hoạch này thất bại thì tôi sẽ phơi bày tất cả điểm yếu của cậu, nhưng nếu cậu thắng thì tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu cần. Và trước đó khi ông chủ tịch Kang biết cậu con trai thứ hai đã mua chuộc giám đốc Chu, thì liền ra lệnh cho Tê Hô hãy gọi Kang Song Ju đến ngay. Nhưng anh chàng thư ký bảo, chủ tịch có thể giáng chức hay trừ lương anh ta, nhưng ngài có chắc là anh ta sẽ không chống đối chủ tịch nữa không? Chúng ta cần kết thúc nó bằng một đòn tấn công duy nhất, tôi sẽ gửi đơn tố cáo chủ tịch bằng cách nặc danh đến viện công tố và trình bày mối liên hệ đen tối giữa công ty luật Minton và chủ tịch. Nếu làm vậy thì Kang Song Ju sẽ không bao giờ tố giác chủ tịch được nữa. Tôi đã để mắt tới anh công tố Ha này. Anh ta từng là cảnh sát và không có thân thế chống lưng, hẳn là anh ta rất cần quyền lực và tiền bạc. Chủ tịch chỉ cần im lặng và tiếp tục điều hành Minton như bình thường. Tê Hô bây giờ trình bày kế hoạch này sẽ rất tốt cho dự án đường hoàng gia. Nếu tôi thành công thì mỗi khi tôi gặp một khủng hoảng nào đó, thì mong chủ tịch hãy giúp tôi một tay. Mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch lần này chính là Kang In Ha. Vì chỉ có cậu ta mới sẵn sàng trở thành quỷ dữ vì ngài mà thôi. Ngài cần một người cùng huyết thống với mình để làm điều mà hai cậu con trai kia không thể làm được. Hãy xem In Ha là một quân bài và khi dùng xong thì có thể vứt bỏ đi. Dù sao thì anh ta chỉ là một người dư thừa đối với ngài mà thôi. Ông chủ tịch yêu cầu không được để nó có tham vọng chiếm lấy Kang O. Cậu tự tay chuẩn bị một hợp đồng nêu rõ những gì nó có thể và không thể làm, rồi đem đến cho tôi xem. Ngày hôm sau thì tên Kang Song Ju dẫn phái đoàn của mình cùng ông giám đốc Choi đi vào công ty. Tê Hô nhận ra ông giám đốc Choi lại quay xe và thay đổi chủ nhân một lần nữa nên liền thì thầm, đừng cười khỉnh với tôi như vậy vì anh chỉ là người bị lợi dụng thôi. Lúc này thì Tê Hô lại nhận được điện thoại của Hai Won thông báo In Ha đã mất tích rồi. Tê Hô đi đến nhà của In Ha và nhìn thấy máy chiếu đang trình chiếu hình ảnh của bãi biển nên thông báo với Hai Won, tôi sẽ đem cậu ấy về đây, cô cứ ở lại đây đi. Tê Hô đi đến bờ biển mà mình và In Ha vẫn hay đến thì cũng thấy anh chàng ở đây. Tê Hô bây giờ cũng kể thật cho In Ha nghe. Chủ tịch không sao cả, ngay từ đầu đã không có chuyện gì rồi. In Ha liền đánh Tê Hô và trách tại sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu. Cậu luôn nghĩ là tôi sẽ làm hỏng mọi chuyện và chỉ mình cậu mới làm được nên chuyện à. Tê Hô bảo tôi không thể liều lĩnh được. Vì nếu mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch thì cậu sẽ phải bắt đầu lại. Đưa cậu lên làm chủ tịch của Kang O là lý do để tôi tồn tại. Lý do tôi tồn tại thật sự chỉ có cậu mà thôi. Chủ tịch đang muốn gặp cậu. Cậu con trai thứ ba của tập đoàn Kang O, bây giờ là lúc bắt đầu đấy. Hui Ju đi đến một quán bar để tìm vị hôn phu đã được sắp đặt sẵn cho mình và yêu cầu hai cô gái hãy tránh mặt để mình được nói chuyện riêng với tên thiếu gia một tí. Tên cô Hui Chan cũng ra lệnh cho hai cô tiếp viên hãy rời đi. Hui Ju tuyên bố tôi sẽ không cưới anh. Vì tôi không thích anh nên anh cũng đừng mơ mà cưới được tôi. Gia đình anh thì anh tự thuyết phục, còn nhà tôi thì tôi sẽ tự xử lý. Khi Hui Ju đã rời đi thì tên công tử này tỏ ra rất hứng thú nên liền điện thoại cho mẹ mình, yêu cầu phải được chính thức hẹn hò với cô ấy ngay. Tê Hô khi đang lái xe dưới tầng hầm giữ xe thì bất ngờ lại bị Hui Ju chặn đầu. Khi Tê Hô bước xuống xe thì Hui Ju bảo, chỉ làm thế này mới ngăn được sự lạnh lùng của anh dành cho tôi mà thôi. Anh chàng liền yêu cầu Hui Ju hãy về nhà đi, sau đó thì lùi xe vào bãi đỗ xe. Khi nhìn thấy anh chàng lạnh lùng đi lướt qua mình thì cô tiểu thư liền lấy chiếc giày rồi đánh mạnh liên tiếp vào xe của anh chàng ý trung nhân. Tê Hô liền ngăn lại rồi đeo giày vào chân cho Hui Ju, sau đó thì tiếp tục yêu cầu cô nàng hãy về đi. Cô tiểu thư tuyên bố, tôi sẽ nói với bố mẹ là sẽ cưới anh, bố mẹ cũng không làm gì được với sự ngoan cố của tôi đâu. Tê Hô liền bảo vậy kết hôn thôi, sau đó thì sao nào, tôi phải chịu đựng bị xem là một kẻ cặn bã vì mơ ước được làm chồng của tiểu thư giàu có sao? Khi Hui Ju bảo tôi sẽ bảo vệ anh thì Tê Hô nói thay vì bảo vệ tôi thì cô nên bảo vệ cho chính mình để sống sót trong gia đình họ Kang đó. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích và sẽ không có chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau đâu. Cô nên dẹp cái bệnh công chúa của mình đi, đừng lôi tôi vào câu chuyện cổ tích đó của cô. Hui Ju liền bảo, anh đợi xem tôi có kết hôn được với anh không. Tê Hô khẳng định mình sẽ không thay đổi quan điểm, sau đó thì lạnh lùng bước đi, còn cô tiểu thư thì những dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Bà giám đốc Giang tiến vào cuộc họp khẩn cấp với tất cả các thành viên điều hành chủ chốt của tập đoàn Kang O, nhưng lại vắng mặt cậu con cả Kang In Ju. Bà giám đốc Giang bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, trong thời gian chủ tịch Kang đi vắng thì tôi có nghĩa vụ phải đảm nhận vai trò chủ tịch của tập đoàn, nhưng do tôi còn nhiều thiếu sót với vị trí này nên tôi đã quyết định sẽ giao lại cho một người có năng lực hơn lãnh đạo tập đoàn Kang O. Tôi xin đề cử giám đốc Kang Song Ju của chứng khoán Kang O. Cậu con trai cũng đứng lên chào hỏi và nhận được tràng pháo tay tán thành. Lúc này thì chàng trai hacker cũng bắt đầu hành động. Anh chàng đột nhập vào sàn chứng khoán của Kang O rồi bắt đầu trả cổ tức cho những cổ đông. Mỗi người nhận 1.000 cổ phiếu. Sự việc nhanh chóng gây náo loạn những nhân viên tại sàn chứng khoán và tổng cộng có hơn 5 triệu cổ phiếu đã được phát hành. Bà giám đốc Giang đến gặp ông chủ tịch Kang đang nằm nhắm mắt trên giường và hứa, con trai chúng ta Kang Song Ju sẽ quản lý Kang O thật tốt. Lúc này thì cậu con trai ruột cũng nhận được điện thoại thông báo tin dữ ở sàn chứng khoán. Vụ việc có 102 này cũng được đưa lên bản tin. Đây là sự cố chưa từng có tại chứng khoán Kang O, khi mỗi cổ đông đều đồng loạt nhận được 1.000 cổ phiếu cổ tức, khiến chứng khoán Kang O lao dốc không phanh trên thị trường. Ông trưởng phòng báo cáo với Kang Song Ju, tất cả đều là lỗi kỹ thuật thôi ạ. Lúc này thì ông trưởng phòng nhận được điện thoại thông báo bên công tố đang tới rồi. Sau đó thì Kang Song Ju cũng nhận được giấy triệu tập của bên công tố vì vi phạm điều luật phát hành cổ phiếu quá mức. In Ha đến gặp ông chủ tịch Kang và mạnh dạn yêu cầu, nếu con đồng ý bắt tay với chủ tịch thì ngài hãy công nhận con là người của dòng họ Kang.
và là một con trai của chủ tịch tập đoàn Kang O, con muốn chắc chắn rằng mọi người đều biết về điều đó. Chủ tịch phải tự công bố cho thế giới biết. Ông chủ tịch liền đưa ra bảng hợp đồng và yêu cầu Inha hãy đọc và ký nó. Inha hỏi nếu như con không ký thì sao? Khi nghe ông chủ tịch bảo chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, thì Inha cũng đồng ý ký vào bảng hợp đồng. Tên Kang Song-ju bước ra khỏi văn phòng công tố thì bị báo chí vây quanh. Để săn tin về sự cố cổ phiếu chấn động vừa qua, bà mẹ chủ tịch tức giận cho con trai mình, nên liền chút nỗi bực tức lên những cành hoa. Đột nhiên ông chồng chủ tịch lành lặn xuất hiện. Bà giám đốc Giang bây giờ cũng nhận ra tất cả đều là kế hoạch của ông chủ tịch để lừa tất cả mọi người, nên chạy đến tấn công ông chồng của mình. Ông chủ tịch ngăn lại và tuyên bố bà không thể cướp được thứ gì từ tôi đâu. Sau đó thì hất văng bà vợ xuống đất và bảo hãy chờ xem tôi sẽ dành hình phạt nào cho bà, và nói với cậu con trai chúng ta sẽ gặp lại ở cuộc họp hội đồng quản trị. Bà giám đốc Giang bây giờ tỏ ra vô cùng bấn loạn. Ông chủ tịch đề nghị trưởng phòng Moon hãy chuẩn bị một bữa tiệc để chào đón một vị khách, yêu cầu mọi người phải có mặt đầy đủ. Tôi đến thì Inha cũng bước đến dinh thự Bisun Jae này. Ông chủ tịch yêu cầu cậu con trai thứ ba hãy ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người. Khi Inha vừa an tọa thì bà giám đốc Giang liền đứng bật dậy và bỏ đi vào bên trong. Duy nhất chỉ có cô tiểu thư Hui Ju là chào đón Inha tại căn nhà này. Sau đó thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Ngày hôm sau thì rất nhiều phóng viên chờ đợi sẵn tại viện công tố. Tae Ho bước ra khỏi xe và mở cốp xe ra. Anh cậu con trai thứ ba dìu ông bố khỏe mạnh của mình ra và ngồi lên xe lăn. Sau đó thì đẩy vào trong giống y như một bệnh nhân vừa được xuất viện. Inha liền hỏi bố có sẵn sàng chưa, khiến phóng viên rất bất ngờ và liên tục hỏi ngài có con ngoài giá thú sao. Anh công tố viên Ha bước vào để gặp ông chủ tịch Kang và bắt đầu thẩm vấn, nhưng Inha liền ngăn lại và bảo anh không cần tra khảo nữa đâu. Ông luật sư đưa ra chiếc USB và bảo chủ tịch đã thừa nhận mọi cáo buộc rồi. Trước đó thì Tae Ho đã đưa chiếc USB cho ông luật sư và yêu cầu chỉ cần đưa cho anh công tố viên là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh công tố viên Ha cắm chiếc USB vào máy tính và nghĩ là mình đang bị hối lộ một cách công khai, nhưng Inha yêu cầu anh công tố hãy xem nội dung bên trong đi ạ. Anh công tố tiếp tục xem thì thấy hàng đống những thư mục chứa chứng cứ hối lộ ở viện kiểm sát và một bức hình tố cáo hành vi hối lộ của ông cục trưởng tại viện kiểm sát này. Ông sếp tức tốc đi đến gặp ông cục trưởng ở viện kiểm sát để báo cáo sự việc. Vụ việc nhanh chóng lan truyền đến những ông cục trưởng ở những viện kiểm sát lân cận. Một lúc sau thì anh công tố viên Ha nhận được điện thoại của ông cục trưởng yêu cầu hãy thả ông chủ tịch Kang ngay. Sau đó thì Inha hiên ngang đẩy ông bố chủ tịch ra về trong vòng vây của báo giới. Tae Ho hộ tống chủ tịch Kang đi vào gặp ông giám đốc Chu, thì ông ta liền quỳ xuống đất và van xin chủ tịch Kang hãy tha lỗi cho mình. Sau đó thì tin tức công bố cậu con trai thứ ba Kang Inha của tập đoàn Kang O cũng tràn ngập trên các mặt báo. Còn anh công tố viên Ha thì đang thu dọn đồ đạc để rời khỏi viện kiểm sát, vì ông sếp đã yêu cầu anh chàng công tố này hãy chấp nhận bị giáng cấp một thời gian. Đến lúc thích hợp thì tôi sẽ phục chức cho cậu. Anh công tố Ha tỏ ra vô cùng tức giận vì mình đã trở thành vật thế mạng cho các sếp lớn. Rất nhiều nhân viên làm việc tại Kang O bắt đầu bàn luận rôm rả về việc thư ký Tae Ho sẽ được thăng chức lên làm giám đốc của bộ phận, còn Kang Inha thì trở thành trưởng phòng. Tae Ho chạm mặt ông giám đốc Choi trong thang máy. Ông giám đốc lên tiếng chúc mừng Tae Ho vừa được thăng chức và bày tỏ sự hoang mang về vị trí của mình hiện tại. Nhưng Tae Ho thông báo anh sẽ tiếp tục được ngồi ở vị trí hiện tại, nhưng ông giám đốc Choi tuyên bố tôi sẽ không biết ơn cậu về điều đó đâu. Tên cậu cả Inju chút nỗi phẫn nộ của mình lên cậu thư ký Mo Ji-jun. Vì tại sao tên thư ký Tae Ho lại được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận của văn phòng chiến lược tương lai được chứ? Đó là một bộ phận cốt lõi của tập đoàn Kang O đấy. Còn cậu con trai thứ hai Kang Song-ju chạy về nhà tìm mẹ mình thì được trưởng phòng Moon thông báo phu nhân đã dọn về biệt thự để ở rồi. Khi cậu con trai bấm gọi điện thì ông trưởng phòng liền ngăn lại và yêu cầu hãy để cho phu nhân được nghỉ ngơi một thời gian đi. Bây giờ thì bà giám đốc Giang đi đến căn biệt thự của nhà họ Kang để tránh chạm mặt ông chồng chủ tịch của mình. Sau đó thì tên Kang Song-ju đi đến và quỳ gối trước mặt ông bố chủ tịch của mình. Ông chủ tịch Kang thông báo ta đã hủy bỏ việc sa thải con khỏi vị trí giám đốc tại cuộc họp hội đồng quản trị rồi, từ nay hãy biết im lặng mà sống. Nếu con còn làm điều gì khác tương tự trong tương lai thì ở Kang O và dinh thự Bisun Jae sẽ không có vị trí nào dành cho con đâu. Tên Kang Song-ju liền đứng dậy và nói con là con của bố đấy, con đã làm việc rất chăm chỉ để trở thành một người con trai không có khuyết điểm của bố. Con đã từ bỏ mọi ước mơ của mình để làm được điều đó, nhưng tại sao bố lại đối xử như vậy với con? Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu, nhưng tất cả sự phản kháng từ nãy đến giờ chỉ là những điều muốn nói trong tâm thức của Kang Song-ju mà thôi. Và thực tế thì cậu con trai vẫn quỳ gối và im lặng chấp nhận mọi lời răn đe từ ông bố chủ tịch. Tae Ho đến gặp cậu hacker Kim Kwang-jin và yêu cầu chàng trai này hãy án binh bất động một thời gian vì tên Kang Song-ju rất có thể đang muốn tìm cậu. Hắn đang phát điên rồi, nhưng chàng hacker này tự tin mình từng là một điệp viên hàng đầu được Triều Tiên huấn luyện, đã từng thao túng các ngân hàng trên toàn thế giới. Nếu tên Kang Song-ju có bắt được tôi thì cũng không phát hiện được sự liên quan với anh đâu, nhưng nếu anh có bị bắt thì cũng đừng để liên lụy tới tôi đó nhé. Hai Won lúc đang chuẩn bị tan làm về thì Inha nhắn tin rủ hãy cùng nhau đi biển nào. Sau đó thì Inha chở Hai Won đi đến một bờ biển. Khi hai người cùng nhau hóng gió biển thì Inha đặt vào tay của Hai Won một chiếc nhẫn đính ước và khoe ra một chiếc nhẫn tương tự đã được đeo vào ngón áp út của mình. Inha đeo nhẫn vào tay cho Hai Won, cô nàng cũng bảo chúng ta kết hôn đi nào, rồi cả hai cũng ôm nhau một cái.
Tae-ho khi đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của In-ha thông báo, tôi sẽ kết hôn với Hye-won, cậu là người đầu tiên tôi thông báo đấy. Tae-ho quyết định gọi điện cho Hye-won, nhưng cô nàng bây giờ đang say sưa bắn pháo hoa và tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên chồng sắp cưới của mình. Tên cậu cả Kang Song-ju đi tắm hơi thì được một người bạn kể rằng Kang In-ha và Tae-ho từng là bạn thân khi học đại học Hanguk đấy. Cậu và Kang Song-ju đều ra nước ngoài học nên không biết chuyện này cũng phải. Tên cậu cả nghe được thông tin này thì rất tò mò. Hôm sau thì Tae-ho gặp Hye-won tại nơi mà cả hai thường hay gặp nhau. Khi nhìn thấy Hye-won có đeo một chiếc nhẫn đính hôn trên tay thì Tae-ho tỏ ra khá buồn bã, nhưng rồi cũng lên tiếng chúc mừng Hye-won. Bây giờ thì có một tay săn ảnh cũng đang bí mật chụp lại những khoảnh khắc này, và đó chính là tên thư ký Mo Ji-jun của tên cậu cả Kang In-ju. Hye-won lái xe ra về, khi đi đến một chỗ cho phép quay đầu xe thì cô nàng liền nghĩ thầm, nếu ngày xưa người xuất hiện ở giảng đường không phải là In-ha mà là Tae-ho thì có lẽ mình đã có một lựa chọn khác. Cô nàng định quay đầu xe lại, nhưng rồi cũng quyết định lái chiếc xe thẳng về phía trước và chấp nhận lựa chọn của hiện tại. Ngày hôm sau, khi In-ha đang chơi bóng rổ một mình thì Tae-ho cũng xuất hiện khiến In-ha khá bất ngờ. Tae-ho liền giải thích, vì tôi gọi điện cho cậu không được nên biết ngay là cậu đang ở chỗ này. Nhưng cuộc chơi của hai chàng trai bây giờ đã không còn vui vẻ và vô tư như ngày xưa nữa. In-ha thông báo chủ tịch vừa mới gọi tôi đến nên anh chàng cũng tạm biệt Tae-ho để rời đi. Lúc này thì có một người bí ẩn đang bí mật theo dõi Tae-ho từ xa. Sau đó khi Tae-ho đi đến lấy chiếc điện thoại của mình thì bị tên đang theo dõi đánh mạnh vào lưng, khiến Tae-ho bị té ngã và vô tình bấm gọi cho Hye-won. Cô nàng bắt máy điện thoại nhưng không nghe Tae-ho nói gì. Lúc này thì tên lạ mặt cũng cúp máy điện thoại. Hắn lấy một ít tiền trong ví của Tae-ho rồi cầm luôn chiếc ví rời đi. Hye-won điện thoại lại cho Tae-ho. Chàng trai cố gắng với tay để bắt máy điện thoại. Bây giờ thì ký ức khi Tae-ho níu giữ Hye-won ở lại vào 10 năm trước lại hiện ra một cách rõ rệt. Sau đó thì Tae-ho cũng ngất đi. In-ha đến dinh thự Bi-sun-je để gặp mặt ông bố chủ tịch của mình và thẳng thắn trình bày. Con muốn kết hôn với một người. Ông chủ tịch cũng đồng ý và nâng ly chúc mừng cậu con trai sắp thành gia lập thất. Hye-won chạy đến khoa cấp cứu để tìm kiếm Tae-ho, sau đó thì cũng tìm thấy được anh chàng đang bị quấn băng trên đầu. Cô y tá liền yêu cầu Hye-won hãy ký tên vào cam kết đồng ý phẫu thuật. Tae-ho hé mở đôi mắt ra rồi nắm tay Hye-won và nói, đừng đi nhé Hye-won. Giống y như câu nói mà Tae-ho đã nói để giữ Hye-won ở lại vào 10 năm trước, sau đó thì Tae-ho cũng ngất đi và được tức tốc đưa vào phòng phẫu thuật. Ở bên này In-ha liên tục nhận được điện thoại từ Hye-won, nhưng anh chàng quyết định không bắt máy vì không muốn làm phật lòng ông bố chủ tịch. Ông chủ tịch đem rượu vang ra để cùng đàm đạo với cậu con trai vừa được thừa nhận của mình. Ông bố bảo nếu con muốn tiếp tục làm con trai của ta thì đừng cố gắng làm gì cả. Chỉ cần làm theo chỉ thị mà ta đưa ra là được thôi. Sau đó thì cho phép In-ha được nghe điện thoại. In-ha bắt máy thì cũng biết được tình hình của Tae-ho. Sau đó thì báo cáo với ông chủ tịch, giám đốc Han Tae-ho đã bị một ai đó tấn công. Lúc này thì chiếc ví của Tae-ho cũng bị vứt vào sọt rác trong một nhà vệ sinh. In-ha liền điện thoại cho ông cố vấn pháp lý tại Kang-o yêu cầu hãy liên hệ với cảnh sát để ngăn họ điều tra vụ việc của Tae-ho lại. Vì nếu điều tra thì sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn Kang-o. Sau đó thì In-ha cũng đi đến phòng cấp cứu để gặp Hye-won và ôm cô nàng vào lòng để trấn an rồi an ủi, Tae-ho sẽ không sao đâu, anh biết cậu ấy may mắn thế nào mà. Cô tiểu thư Huy-ju sau khi nghe tin Tae-ho đang nằm bất tỉnh tại bệnh viện thì tức tốc bước ra khỏi nhà. Sau đó thì hai cậu con trai bắt đầu cự cãi qua lại và không ai nhận mình là người đã sai người ra tay với Tae-ho. Hye-won ngồi bên cạnh giường bệnh của Tae-ho, sau đó thì thấy bàn tay của anh chàng đang cử động và Tae-ho cũng đã tỉnh lại. Khi Hye-won định đi gọi bác sĩ thì Tae-ho liền kéo tay cô nàng lại, sau đó thì di chuyển bàn tay để nắm chặt tay của Hye-won. Bất ngờ Huy-ju xuất hiện và hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây. Lúc này thì In-ha cũng đi đến, Hye-won tìm cớ là đi gọi bác sĩ để rời đi. Huy-ju nhìn vào bàn tay của Tae-ho và nhớ lại cái nắm tay của anh chàng dành cho Hye-won lúc nãy nên thấy rất buồn bã. Bác sĩ đi đến kiểm tra và hỏi cậu tên gì, anh bệnh nhân cũng bảo là Han Tae-ho. Huy-ju nghe được thì cảm thấy nhẹ hết cả người. In-ha cũng nhận được tin nhắn của Hye-won thông báo em có việc nên về trước đây. In-ha điện thoại báo cáo việc Tae-ho đã tỉnh lại cho ông bố chủ tịch biết. Ông chủ tịch cũng cảm thấy rất vừa ý về chuyện In-ha đã ngăn cản việc cảnh sát điều tra để không ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn Kang-o. In-ha bước vào phòng bệnh và yêu cầu Huy-ju hãy về nghỉ ngơi đi, nhưng cô tiểu thư nằng nặc đòi ở lại và tuyên bố vì Na Hye-won nên em không còn thích anh nữa. Khi nghe In-ha bảo anh sẽ kết hôn với cô ấy thì Huy-ju nói anh biết vì sao em ghét cô ấy không, vì cô ta không yêu anh, người mà cô ta yêu chỉ có bản thân cô ta mà thôi. In-ha liền nói nếu em xúc phạm đến Hye-won thì cũng là đang xúc phạm đến anh đó. Huy-ju bảo anh nhất định sẽ hối hận đấy, rồi bước ra về. Và lúc nãy thì In-ha đã nhìn thấy Tae-ho nắm tay Hye-won, nhưng đã cố tình lờ đi. Anh chàng bây giờ tự hứa với bản thân mình, tôi nhất định sẽ không hối hận đâu. Hye-won đến nơi làm việc, thì ông trưởng phòng Kung Chon xuất hiện và nói, giám đốc Han Tae-ho đã bị tấn công tối qua thì phải, nhưng tôi thấy kỳ lạ lắm. Vì dù sao anh ta cũng là cánh tay phải của chủ tịch Kang mà, nhưng tập đoàn Kang-o lại ra chỉ thị cho cảnh sát không điều tra vụ án đó. Người chỉ thị việc đó là trưởng phòng Kang In-ha đấy. Tae-ho bây giờ tỉnh lại thì thấy In-ha đang ngồi cạnh mình và thông báo ngày mai cậu sẽ được chuyển đến khu VIP của bệnh viện Kang-o. Khi Tae-ho hỏi đã tìm được thủ phạm chưa, thì In-ha bảo cảnh sát sẽ không tiến hành điều tra,
Việc này sẽ không được nhắc lại ở bất cứ đâu nữa. Bố tôi và tôi đã quyết định chuyện này, vì nếu tên cậu được nhắc đến, thì tên của bố tôi và Kang Oh sẽ bị kéo vào. Sau đó thì In-ha cũng bước ra về và quay lại thông báo, bố đã cho phép tôi và Hai Won kết hôn với nhau rồi. Khi In-ha đã rời đi, thì Tae-ho quyết định vứt bỏ những thiết bị theo dõi ra, rồi lại bị ngã xuống đất, nhưng anh chàng vẫn gắng gượng bước đi. Tae-ho đi thẳng lên văn phòng để gặp ông chủ tịch Kang và hỏi, ai là người đã biến tôi thành ra thế này? Tôi biết điều này đi ngược với ý muốn của ngài nhưng tôi muốn điều tra. Ông chủ tịch yêu cầu Tae-ho không được đề cập đến Kang Oh dù trong bất kỳ trường hợp nào. Và đừng để người ngoài biết được nạn nhân là người thân cận của tôi. Nếu đảm bảo được hai điều này thì tôi sẽ cho phép cậu điều tra. Tae-ho cũng bảo tôi xin hứa và rời đi. Sau đó ông chủ tịch Kang điện thoại yêu cầu giám đốc Chu phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này trước khi Han Tae-ho tìm ra nó. Tae-ho lê từng bước chân loạn choạng đi trên phố, rồi cũng lao được lên một chiếc taxi. Sau đó thì anh chàng té ngã tại căn cứ địa của chàng trai hacker. Một lúc sau thì Tae-ho cũng tỉnh lại và uống thuốc mà chàng trai hacker đưa cho. Tae-ho nhờ vã cậu hacker này hãy điều tra xem ai là kẻ đã tấn công mình tại sân bóng rổ vào tối hôm trước. Sau đó thì anh chàng Tây ở quán ăn cũng chở Tae-ho về lại bệnh viện. Hai Won đến nhà và hỏi In-ha, có phải anh là người đã ngăn cản việc cảnh sát điều tra không? In-ha cũng xác nhận anh đã làm như thế. Cậu ấy là người thân cận nhất của chủ tịch Kang, nếu điều tra thì bố anh sẽ bị kéo vào một câu chuyện đầy phiền toái. Bố anh cũng đồng ý với cách làm này rồi. Khi Hai Won bảo Tae-ho đã suýt chết đấy, thì In-ha nói cậu ta vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Dù sao thì Tae-ho cũng không cùng dòng máu với bố anh, nên điều đó cũng dễ hiểu thôi. Hai Won nghe thấy thì cảm thấy khó chịu và bước ra về. Hôm sau khi Hai Won lái xe từ chỗ làm chuẩn bị đi về nhà, thì lại bị bà mẹ ruột chặn ngay trước đầu xe. Hai Won dẫn bà mẹ đến một quán ăn và chuẩn bị tinh thần sẽ bị vòi tiền sau 10 năm mới gặp lại nhau. Bà mẹ liền đưa ra một số tài khoản và yêu cầu cô con gái hãy chuyển khoản vào đó. Sau đó thì yêu cầu Hai Won hãy mua cho mình một căn hộ hạng trung lưu, nếu không mẹ sẽ đến tìm con mãi đấy. Hai Won liền đập bể chai rượu và hù dọa, tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở đây đấy. Sau khi đã băng bó vết thương ở tay, thì cô gái ngồi trong xe và tỏ ra vô cùng tức giận. Còn bà mẹ thì điện thoại báo cáo với một người bí ẩn là đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, sau đó thì bà ta nhận được 10 triệu won tiền công từ người bí ẩn này. Hai Won đi về nhà thì thấy In-ha đang đứng đợi mình, khi nhìn thấy tay của Hai Won đang bị thương thì In-ha liền kiểm tra vết thương. Khi thấy cô người yêu bật khóc thì In-ha liền ôm Hai Won vào lòng và bảo, anh sai rồi, anh thật sự xin lỗi. Anh chàng hacker bắt đầu xâm nhập vào trung tâm kiểm soát camera an ninh của thành phố Seoul, rồi quan sát dữ liệu gần khu vực mà Tae-ho đã bị tấn công vào tối hôm đó. Và cũng theo dấu được sự di chuyển của tên đã đánh Tae-ho, sau một hồi truy vết thì cũng nhìn thấy được mặt của hắn ta. Nên liền gửi cho Tae-ho xem bức hình này, anh chàng nhận ra đây là tên thư ký mà mình đã gặp khi đến gặp tên cậu cả Kang In-ju. Nên chàng trai vô cùng tức giận, sau đó thì điện thoại yêu cầu chàng hacker hãy thu thập cho mình tất cả thông tin về tên Kang In-ju. In-ha lái xe đưa Hai Won về dinh thự Bisun-jae để ra mắt đại gia đình của mình. Sau đó khi tất cả cùng nhau dùng bữa thì ông chủ tịch hỏi In-ha đã chọn được ngày tốt nào chưa, nếu chọn được thì thảo luận với văn phòng thư ký đi. Ông viện trưởng bắt đầu kiểm tra vết thương cho Tae-ho và cho phép anh chàng được xuất viện. Tae-ho ngồi chờ bên ngoài thì thấy tên thư ký Mo Ji-jun đang bước đi, nên anh chàng liền bám theo hắn ta đi vào một quán bar. Tên thư ký đi vào một căn phòng và mở chiếc tủ cất giữ những túi đồ bí mật của hắn ra, nhưng hắn phát hiện có người đang theo đuôi mình nên liền đóng tủ đồ lại. Tae-ho xuất hiện và hỏi, anh đã không cố giết tôi phải không? Đó là một lời cảnh cáo sao? Nếu có lần sau thì anh sẽ ra tay với tôi phải không? Khi tên thư ký cố tình tỏ ra là mình không biết gì cả, thì Tae-ho yêu cầu hắn hãy nói lại với Kang In-ju. Tôi sẽ không quên lời cảnh báo lần này, tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà mình đã nhận được. Khi Tae-ho đã rời đi thì tên thư ký liền điện thoại để báo cáo cho một người nào đó. Tae-ho bước ra ngoài thì thấy tên cậu cả In-ju cũng đến quán bar này để vui chơi, còn tên thư ký thì nhìn anh chàng và cười khỉnh một cái. Tae-ho đi đến gặp Hai Won và nhẹ nhàng bảo, đêm đó tôi đã sai khi không giữ cậu lại. Hai Won liền ngăn lại và yêu cầu anh chàng đừng nói gì thêm nữa. Nhưng Tae-ho bảo lúc tôi nghĩ mình sắp chết đi, thì tất cả ký ức của tôi đều dần biến mất, nhưng những ký ức về cậu vẫn còn nguyên vẹn và ngày càng rõ hơn. Tôi thật sự không có tư cách để nói những lời này với cậu, tôi xin lỗi. Khi Tae-ho quay lưng bước đi thì Hai Won liền bảo, đêm đó tôi đã quay lại tìm cậu, nhưng cậu đã đúng khi không mở cửa cho tôi, như vậy được chưa? Tae-ho đi đến chạm vào môi, thì bị Hai Won xô ra và hỏi cậu điên rồi, cậu muốn gì từ tôi? Sau đó thì cả hai cùng tiến tới và tự nguyện trao cho nhau một nụ hôn. Và sự việc này cũng đã bị tên thư ký Mo Ji-jun chụp lại được và những bức ảnh này nhanh chóng đến tay của tên cậu cả Kang In-ju. Ngày hôm sau khi Tae-ho đến công ty làm việc thì nhận được tin nhắn từ anh chàng hacker thông báo, anh sẽ bất ngờ với kho báu mà tôi đào được từ tên Kang In-ju đấy. Anh giám đốc Han Tae-ho đi vào phòng làm việc và mở tập tài liệu mà anh chàng hacker đã gửi cho mình thì nhận ra tên cậu cả có những khoản đầu tư vô cùng đáng ngờ. Sau đó thì lễ cưới giữa Kang In-ha và Na Hai-won cũng diễn ra, cô dâu bước vào lễ đường trong sự chứng kiến của toàn thể quan khách và anh giám đốc Tae-ho. Cô tiểu thư Huiju liền quan sát biểu hiện của anh chàng ý trung nhân của mình, sau đó cô dâu chú rể cũng cúi đầu chào toàn thể khách mời với tư cách là một đôi vợ chồng. Khi buổi tiệc sắp kết thúc thì In-ha được ông bố chủ tịch giới thiệu với những vị lãnh đạo trong công ty.
nên cô dâu Hai Won đi ra bên ngoài và nhắn tin thông báo em sẽ ra ngoài đợi, anh tiếp khách cùng bố đi nhé. Cậu anh chồng In Ju xuất hiện trong thang máy và yêu cầu Hai Won hãy đi theo mình, sau đó thì ném tấm hình xuống đất. Hai Won nhặt tấm hình chụp nụ hôn của mình cùng Tae Ho lên và tỏ ra vô cùng lo lắng nên cũng bước vào thang máy cùng tên anh chồng. Hai Won đi vào xe hơi cùng tên cậu cả In Ju và tỏ ra vô cùng lo lắng nên liền bấm gọi cho Tae Ho. Tên In Ju bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại. Tae Ho khi đang nghiên cứu đường dây buôn bán thuốc cấm trá hình mà tên cậu cả In Ju đang điều hành thì thấy Hai Won đang gọi đến, nhưng khi bắt máy lên thì lại nghe tiếng của In Ju nên liền chạy đến gặp hắn ta. Tae Ho đi đến gặp tên thư ký Mo Ji Jun và hỏi Hai Won đang ở đâu. Tên cậu cả xuất hiện và bảo: "Chúng tôi đã chia tay ở bãi đỗ xe ở khách sạn rồi." Sau đó hắn đưa tấm hình đã lén chụp được để dẫn dụ Tae Ho hãy đi theo hắn. Tên cậu cả In Ju bảo: "Tôi biết cậu và In Ha học cùng ở đại học Hanguk từ lâu rồi, nhưng tôi giả vờ như không biết gì cả. Để có thể tóm được những khoảnh khắc độc đáo này, động cơ của cậu khi đến Kang-o là để làm gì?" Tae Ho mạnh dạn đáp trả: "Tôi biết anh là chủ thực sự của công ty Naza Entertainment. Anh tổ chức Gold Checking Tour đến Đông Nam Á thật chất chỉ là cách để phân phối Mai Thúy mà thôi. Những khoản đầu tư mà anh có được đều là tiền bất hợp pháp có được thông qua thao túng chứng khoán và gian lận kế toán. Đó chính là hành vi tham ô đấy. Anh nghĩ xem bí mật của tôi và anh thì bên nào sẽ khiến chủ tịch phải nổi giận hơn nhỉ?" Tae Ho ném ra chiếc USB và hỏi tên In Ju: "Anh muốn chết hay là sống sót để tận hưởng những gì anh đang có?" Tên cậu cả liền đứng dậy rồi mỉm cười và tự tin tuyên bố: "Dù gì thì tôi vẫn là con trai trưởng của tập đoàn Kang-o thôi, còn cậu chỉ là một con chó không hơn không kém. Còn Na Hai Won thì sao nhỉ? Cậu có muốn tôi chôn vùi người phụ nữ của cậu không? Quỳ xuống van xin tôi đi. Từ bây giờ tôi bảo cậu đến thì cậu phải đến, bảo bò thì phải bò, hiểu chưa? Chọn đi, muốn người phụ nữ của mình phải chết hay muốn sống và đạt được ước muốn?" Tae Ho sau vài giây suy nghĩ thì liền quỳ gối xuống đất. Tên cậu cả rất thích thú và hỏi: "Cậu thực sự yêu Na Hai Won sao? Cậu đúng là đàn ông đích thực đấy." Sau đó thì những tấm hình cũng được đốt đi, tên cậu cả In Ju bây giờ bắt đầu phê pha cùng một cô gái. Còn Tae Ho thì cũng không còn giữ được sự tỉnh táo nữa, anh chàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và chân cũng không còn trụ vững được nữa. Lúc này thì ông giám đốc Chu cũng đang báo cáo lại cho chủ tịch Kang biết, chính tên Mo Ji Jun là người đã ra tay với Tae Ho. Cậu ta cũng đang là thư ký riêng của cậu cả In Ju đấy ạ. Chủ tịch Kang yêu cầu giám đốc Chu không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ một ai. Sáng ngày hôm sau, Tae Ho tỉnh lại thì thấy toàn thân của mình dính đầy máu, cùng một cây vít nhọn trên tay, sau đó thì vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy tên cậu cả In Ju đang mở mắt, cùng cô gái ở quán bar tối qua đang nằm gục dưới đất. Tae Ho tỏ ra vô cùng sốc và không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu con trai thứ hai Kang Song Ju khi biết tin tên anh trai cùng cha khác mẹ của mình đã bị sát hại thì tỏ ra khá bất ngờ. Còn cô vợ của In Ju thì đang gào khóc tại dinh thự Bisun Je. Cô tiểu thư Hui Ju thì cũng vô cùng sốc khi chuyện này lại có liên quan đến Tae Ho. Còn bà giám đốc Giang thì vẫn bình tĩnh thưởng thức một tách trà. Hai Won khi xem bản tin và biết được nghi phạm lại chính là Tae Ho nên vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Chàng trai hacker lúc này đang vô hiệu hóa mọi kết nối và xóa hết mọi dữ liệu để tránh liên quan đến anh chàng Han Tae Ho. Hai Won khi được anh chồng đưa về nhà thì liền nắm tay In Ha và hỏi: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ?" In Ha cũng khẳng định Tae Ho tuyệt đối không làm chuyện đó đâu, anh sẽ đón cậu ấy về và chúng ta sẽ ăn uống cùng nhau. Sau đó thì In Ha lái xe đi. In Ha đi đến gặp thì ông chủ tịch Kang yêu cầu hãy chặn tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ việc vừa rồi, tuyệt đối không được để cho hình ảnh của Kang-o bị vấy bẩn. Ở đồn cảnh sát, khi anh thanh tra liên tục đặt câu hỏi để thẩm vấn thì Tae Ho bảo mình không nhớ gì cả. Anh thanh tra thông báo anh là nghi phạm đã giết hai người đấy. Chỉ có ba người sử dụng thang máy riêng ở khách sạn đó, chính là anh và hai người đã chết kia. Chỗ đó không có camera giám sát theo yêu cầu của chủ khách sạn. Sau đó thì một anh cảnh sát đem kết quả xét nghiệm đi vào. Anh thanh tra thông báo kết quả xét nghiệm máu của anh có chứa cocaine. Tae Ho nhớ lại tối qua khi mình còn tỉnh táo thì tên cậu cả đã cho thứ gì đó vào ly rượu của mình và mình cũng đã uống cạn ly rượu đó. Tae Ho bây giờ cũng bảo kể từ lúc đó trở đi thì tôi không còn nhớ gì nữa. Anh thanh tra tiếp tục tìm thấy một vết tiêm trên tay của Tae Ho và khẳng định anh chàng vì phê thuốc nên mới không nhớ gì cả. Bây giờ anh chỉ cần thú nhận là được thôi. Tae Ho về phòng giam và cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng chỉ là những hình ảnh đầy mờ ảo. Tối đến thì bản tin thời sự đưa tin ngoài việc bị cáo buộc vì đã sát hại giám đốc Kang In Ju, thì anh Han Tae Ho còn phải đối mặt với cáo buộc tham ô vì anh ta đã nhận số tiền hơn 470 triệu won từ một nhà thầu phụ. Hiện tại anh ta đã bị cách chức khỏi tập đoàn Kang-o. Ông chủ tịch Kang xem bản tin này thì liền điện thoại cho In Ha để trách mắng: "Ta đã bảo con phải chặn hết thông tin từ phía dư luận lại rồi mà, cái tin tham ô vô lý đó chắc chắn là người ở trong tập đoàn. Con phải tìm ra được kẻ nào đã tiết lộ thông tin đó và xử lý triệt để cho ta, nếu con không muốn đây là lần cuối cùng ta nói chuyện với con." Anh chàng hacker bây giờ đã có trong tay một tấm hộ chiếu quốc tịch Hàn Quốc và quyết định sẽ xóa cái tên Han Tae Ho ra khỏi cuộc đời mình. In Ha mệt mỏi đi về nhà, rồi tiến ra ngoài ban công để nói chuyện với vợ mình. Hai Won bảo em đã xem bản tin rồi. Tại sao anh không cố ngăn quyết định của chủ tịch lại? In Ha liền nói dù sao thì Tae Ho cũng đã giết Kang In Ju, dù gì đi nữa thì anh ấy cũng là gia đình của anh. Vậy mà em bảo anh phải đứng về phía của Tae Ho sao? Tỉnh táo lại và nghe kỹ lời anh nói đây, em và anh bây giờ đã là một phần của gia đình Kang-o.
Dù có chuyện gì chúng ta cũng phải ưu tiên Kang-o lên đầu tiên, em cần phải xóa mọi ký ức liên quan đến Tae-ho, đừng làm anh phải tức giận nữa. Hôm sau thì Tae-ho bắt đầu ra tòa, tên thư ký Mo Ji-jun ra làm chứng và khai rằng tối hôm đó tôi đã chở ba người đến khách sạn, giám đốc In-ju bảo tôi cứ quay đầu xe rồi về đi, nhưng do thấy cả ba đều say xỉn, nên tôi đã ngồi nhìn cho đến khi tất cả đã vào thang máy thì tôi mới rời đi. Khi luật sư hỏi ai là người đã đưa ra ý tưởng tổ chức tiệc tăng hai ở khách sạn, thì tên thư ký bảo đó là ý tưởng của Tae-ho. Có vẻ đêm đó tâm trạng của anh ấy khá hưng phấn, nhưng trước đó anh ấy có nói với tôi vài câu rất kỳ lạ. Anh ấy bảo sẽ trả lại cho giám đốc Kang In-ju những gì mà mình đã nhận được. Tae-ho nghe những lời khai vô cùng bất lợi cho mình thì chỉ biết hoang mang. Tôi đến thì anh giám thị đi đến và yêu cầu Tae-ho hãy ra ngoài. Anh chàng bước ra thì bị cậu bạn In-ha trao cho ánh mắt đầy hằn học. In-ha bảo tôi không đến đây để nghe lời xin lỗi từ cậu đâu, cậu đã hủy hoại tất cả kế hoạch mà chúng ta đã ước mơ. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khôi phục lại mọi thứ. Tôi đến đây chỉ để cho cậu thấy sau tất cả thì vị trí của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi sẽ lo lắng cho bản thân tôi nhiều hơn lo lắng cho cậu. Lời chia tay của tôi chỉ đến đây thôi, mong là cậu sẽ thích nó. Tae-ho được dẫn về phòng giam và rất sốc khi In-ha không hề hỏi mình bất cứ thứ gì về vụ án, mà chỉ kết tội và phủ nhận mối quan hệ với mình mà thôi. Giám đốc Chu báo cáo lại với chủ tịch Kang, tên thư ký Mo Ji-jun đã ra tòa làm chứng để kết tội Tae-ho đấy ạ. Ông chủ tịch yêu cầu phải tìm hiểu tên thư ký đó ngay, hắn đã cố giết Tae-ho, bây giờ lại làm chứng buộc tội Tae-ho giết người nữa. Tôi phải biết tại sao Tae-ho lại muốn giết con trai tôi, cậu tìm hiểu tất cả bí mật của tên thư ký đó vì hắn chính là chìa khóa. Ngày hôm sau khi tất cả tù nhân được sinh hoạt ngoài trời, thì Tae-ho đột nhiên bị kiệt sức. Anh chàng nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời thì ký ức đêm hôm đó lại hiện ra nên liền ngồi gục xuống. Sau đó thì nằm xuống đất, Tae-ho man mán nhớ lại tối hôm đó mình cũng nằm dưới đất như thế này và nhìn thấy có thêm một người nữa đã xuất hiện. Sau đó Tae-ho tỉnh lại ở phòng y tế của trại giam. Anh chàng đi đến cầm chiếc điện thoại lên thì cô bác sĩ của trại giam xuất hiện và hỏi: "Anh định tuyệt thực để chứng minh mình vô tội à? Anh phải sống sót thì mới có hy vọng được chứ?" Bất ngờ cô bác sĩ đẩy chiếc điện thoại tới và bảo: "Anh đã giết Kang In-ju giúp tôi, nên tôi cũng phải giúp anh vài chuyện. Nhanh lên, cai ngục sắp đến rồi đấy." Tae-ho liền bấm gọi cho cậu hacker nhưng không liên lạc được. Anh chàng quyết định bấm gọi cho Hai-won, thì cô nàng bây giờ đang nằm ngủ cùng chồng mình. Khi nhận thấy Tae-ho đang gọi cho mình thì Hai-won liền bước ra bên ngoài để nghe điện thoại. Khi nghe Hai-won hỏi cậu thực sự đã giết Kang In-ju sao, thì Tae-ho bảo tôi đang đi tìm sự thật liệu tôi có ra tay với hai người kia thật không. Sau đó thì nhờ và Hai-won một việc. Lúc này thì quản ngục đi đến và cũng biết được anh tù nhân này vừa dùng điện thoại nhưng cũng lờ đi. Sau đó thì anh quản ngục yêu cầu Tae-ho phải trả công cho mình vì đã bỏ qua chuyện vừa rồi. Hắn viết số tài khoản ngân hàng vào tay của Tae-ho để anh chàng báo đáp cho mình một số tiền xứng đáng. Ngày hôm sau, anh trưởng phòng In-ha đi đến công ty rồi tiến vào phòng làm việc của anh giám đốc Han Tae-ho và cảm thấy rất khó chịu khi tấm bảng tên của anh cựu giám đốc vẫn còn trên bàn làm việc. Một lúc sau thì tấm bảng giám đốc phòng chiến lược Kang In-ha cũng đã được thay thế. Hai-won đi đến tìm anh chàng hacker theo như lời nhờ vả của Tae-ho nhưng lại bị anh hacker này xua đuổi và không muốn dính dáng gì đến Han Tae-ho nữa. Hai-won bảo Tae-ho yêu cầu tôi nói lại với cậu, nếu cậu không đến tìm anh ấy thì anh ấy sẽ tiết lộ một bí mật của cậu đấy. Tae-ho không phải là người chỉ nói suông đâu, anh ấy đã nói thì nhất định sẽ làm. Tae-ho yêu cầu đừng sử dụng phòng thăm thông thường vì tất cả cuộc hội thoại ở đó đều được ghi lại. Sau đó Hai-won điện thoại thông báo với Tae-ho, tôi đã chuyển lời cho cậu rồi, tôi tin cậu không làm những việc đó. Lúc này thì cô bác sĩ cũng thông báo đã hết giờ nghe điện thoại rồi. Hai-won quay lưng đi vào nhà thì thấy anh chồng đã về nhà, In-ha bảo anh mới vừa về thôi. Sau đó thì ôm Hai-won một cái và bảo: "Anh mệt mỏi lắm rồi, giờ anh rất cần lời an ủi từ em, anh yêu em Hai-won à." Hôm sau thì anh quản ngục đi đến phòng giam và thông báo với Tae-ho là có luật sư đến tìm. Tae-ho bước ra phòng gặp mặt thì thấy đó chính là anh chàng hacker đã giả dạng thành một luật sư để có thể gặp mặt tại căn phòng riêng tư này. Anh hacker yêu cầu Tae-ho đừng cử bất cứ ai tới để gặp mình một lần nào nữa, chúng ta đừng gặp nhau thêm một lần nào nữa. Tae-ho liền bảo tôi chưa uy hiếp cậu xong đâu, ngồi xuống nhanh đi, tên Mo Ji-jun là người cuối cùng nhìn thấy tôi và hai người đã chết kia. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, tôi không có nhiều thời gian đâu. Sau đó thì Tae-ho cũng bước về phòng giam. Anh chàng hacker quay lại căn cứ địa và bắt đầu tìm hiểu lai lịch của tên Mo Ji-jun. Và rất bất ngờ thì In-ha bây giờ lại nhận được điện thoại từ tên Mo Ji-jun đó. Sau đó In-ha tìm đến nơi mà Hai-won và Tae-ho hay hẹn gặp mặt nhau và tự thì thầm: "Đây là thế giới bẩn thỉu của các người đó sao?" Tae-ho bây giờ đang đi về phòng giam và nhớ lại được, đêm hôm đó thì tên cậu cả In-ju đã bỏ thuốc vào ly rượu của mình. Sau khi mình đã uống cạn ly rượu thì cơ thể bắt đầu loạng choạng. Mình đã đi lên xe cùng cô gái Shinbona và tên cậu cả In-ju và mình cũng đã lờ mờ nhìn thấy được ánh mắt của ông tài xế. Giám đốc Chu báo cáo lại với chủ tịch Kang, mẹ của tên Mo Ji-jun từng làm nhân viên ở biệt thự của Kang-o, nhưng bà ấy đã mất trong một vụ đâm xe rồi bỏ trốn cách đây 22 năm rồi. Hắn từng học cùng trường với cậu In-ha lúc nhỏ, khi lớn lên thì hắn gia nhập vào công ty dưới sự giúp đỡ của cậu thiếu gia In-ju. Ông chủ tịch liền ra lệnh cho giám đốc Chu hãy điều tra kỹ lại xem còn có điều gì uẩn khúc đằng sau cái chết của cậu con trai cả của mình không. Chàng trai hacker Kim Wan-jil sau khi có được lý lịch của tên Mo Ji-jun
thì quyết định đi đến nơi ở của hắn ta để điều tra. Nhưng khi vừa bấm mở cửa thang máy thì lại thấy cậu thiếu gia Inha đang ở bên trong, anh chàng hacker cũng bước vào và quyết định bấm số tầng cao hơn tầng mà Inha muốn đi lên. Nên sau đó thì Inha bước ra khỏi thang máy trước, anh chàng hacker cũng bám theo và nhìn thấy cậu thiếu gia này đi vào căn hộ của tên Mojijun. Chàng hacker cũng kể cho Tae-ho nghe, mẹ của Mojijun từng làm tại căn biệt thự ở quê và đã qua đời khi anh ta lên 10 tuổi. Hắn đã cùng Inha sống 7 năm ở căn biệt thự đó, trước khi hắn chuyển lên Seoul để sinh sống, tôi đã nghi ngờ và tôi đã đúng. Tôi đã tra ra tên Mojijun đó có sử dụng một chiếc điện thoại khác nữa, nên tôi đã điều khiển được nó và bấm gọi cho Inha, rồi lại tắt máy đi. Ngay sau đó thì Inha đã gọi điện lại cho tên Mojijun và khen ngợi hắn đã làm rất tốt khi ra làm chứng buộc tội anh ở trước tòa. Theo những gì tôi thấy thì Kang Inha không phải là bạn của anh đâu. Tae-ho nghe được thì vô cùng sốc, anh chàng về phòng giam và nhận ra rằng mục tiêu cuối cùng của Inha là mình chứ không phải là Kang Inju. Sau đó thì tòa cũng tuyên án Han Tae-ho với hình phạt cao nhất là tử hình. Chàng trai vô cùng tức giận và khẳng định không phải là tôi làm. Inha đi đến và bập bẹ thông báo việc Tae-ho đã bị tử hình với ông bố chủ tịch. Chủ tịch Kang cũng rất sốc với tin tức này. Còn Hui-ju thì cũng vô cùng buồn bã và nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã từng trải qua với anh thầy gia sư dạy thêm. Tae-ho được trở đến trại giam để thi hành án tù. Khi bước vào phòng giam thì những anh bạn tù tỏ ra vô cùng rón rén khi thấy Tae-ho có đeo phù hiệu màu đỏ dành cho tử tù. Ông đại ca của phòng giam bước ra và yêu cầu được nhìn mặt anh lính mới của phòng giam. Ông ta nhận ra gương mặt này quen quá. Sau đó thì cũng nhớ ra đã từng gặp mặt chàng trai này ở trường đại học khi kéo đến đòi lại số tiền mà mẹ của cô gái Hai Won đã cướp đi của mình. Ông ta liền giới thiệu với đàn em. Tên này từng học đại học Hanguk đấy. Ông đại ca yêu cầu Tae-ho hãy vui vẻ mà ở tù cùng nhau, nhưng Tae-ho chỉ lặng lặng đi về một góc và ngồi xuống. Ông luật sư thông báo với Inha, ở phiên tòa phúc thẩm sắp tới thì Tae-ho có thể không bị tuyên án tử hình nữa, vì luật sư bên đó sẽ khai thác việc anh ta ra tay giết người trong tình trạng không tỉnh táo. Nhưng Inha bảo tôi mong cậu ta bị nhận án tử hình, anh hãy giúp để chắc chắn rằng 100% cậu ta sẽ nhận án tử hình nhé. Inha đi về nhà và ngồi trong bồn tắm, rồi nhớ lại khoảnh khắc mình nhìn thấy những hình ảnh tình tứ giữa Tae-ho và Hai Won. Và mình đã đốt những bức hình đó tại nơi mà hai người họ thường gặp nhau. Inha nghĩ đến khoảnh khắc mà cả hai mặn nồng cùng nhau, nên liền đi đến và hôn vào môi của Hai Won. Khi bị cô vợ kháng cự, thì Inha liền xô Hai Won xuống bồn tắm, sau đó thì bóp cổ cô vợ và nói, tôi chọn cô chỉ vì Tae-ho muốn có cô mà thôi. Đối với tôi thì Tae-ho chỉ là một con chó thèm khát những thứ thuộc về chủ nhân mà thôi. Tôi sẽ xích Tae-ho lại và dạy cho hắn ta một bài học vì muốn vị trí của tôi. Giờ cô đã biết tác dụng của mình chưa? Nếu cô muốn sống thì cô không được quên đi mình là ai, hiểu chưa? Hai Won tỏ ra vô cùng sợ hãi và hoang mang. Và vào tối hôm trước thì cô nàng cũng đã nhìn thấy Inha đã xuất hiện tại nơi mà mình và Tae-ho hay gặp nhau. Hôm sau Hai Won đến nhà giam để thăm Tae-ho, sau khi đã hỏi han tình hình sức khỏe của nhau, thì Tae-ho đề nghị Hai Won hãy làm những gì mà mình muốn đi, cậu hãy tự tin nói với chủ tịch Kang rằng cậu muốn quản lý quỹ nghệ thuật của Kang O. Bà giám đốc Giang đang vắng mặt nên giờ là cơ hội tốt nhất đấy, quỹ nghệ thuật đó cho đến bây giờ là nơi để chủ tịch Kang lập và quản lý quỹ đen của mình. Hai Won cũng đi lên tầng cao nhất của tòa tháp thuộc tập đoàn Kang O để gặp ông bố chồng chủ tịch và mạnh dạn yêu cầu chủ tịch Kang hãy cho mình quản lý quỹ nghệ thuật Kang O. Con biết bố dùng nó để lập và quản lý quỹ đen của mình, nếu bố đồng ý thì con sẽ làm theo mọi thứ mà bố yêu cầu. Tae-ho nói với tên đại ca của phòng giam, tôi cần một chiếc điện thoại, nếu có thì tôi sẽ trả công cho các anh rất hậu hĩnh. Tôi đến thì tên đại ca cùng đàn em bắt đầu đào chiếc hầm bí mật bên dưới phòng giam lên và đưa cho Tae-ho một chiếc điện thoại cục gạch, rồi yêu cầu Tae-ho hãy chuyển tiền vào số tài khoản này thì mới được nhận hàng. Tae-ho hứa sẽ trả gấp 4 lần nếu chiếc điện thoại này có thể nghe gọi được và có kèm cả dây sạc nữa. Inha cùng cấp dưới bắt đầu nghiên cứu lý lịch của ông chủ tịch Park Sa-jin. Con gái của ông ấy hiện tại đang làm bác sĩ ở trong trại giam và đó cũng là cô bác sĩ đã từng giúp đỡ Tae-ho được liên lạc ra ngoài. Sau đó Inha nhận được điện thoại của chủ tịch Kang yêu cầu phải dẫn vợ đến ăn tối cùng gia đình vào cuối tuần này. Inha nghe thấy thì rất hoài nghi. Ngày hôm sau thì Tae-ho đang làm trong phòng giặt đồ ở trại giam thì nhận được một túi đồ từ bạn tù, sau đó anh chàng lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu cất giấu nó. Đột nhiên quản ngục xuất hiện và thông báo có người đang muốn gặp cậu đấy. Tae-ho đi ra ngoài thì thấy người đến thăm chính là người mẹ đã xuất gia của mình, nhưng anh chàng không đủ can đảm đối diện với mẹ mình nên liền từ chối gặp mặt. Khi nghe quản ngục bảo nhà sư đó đã lặn lội đường xá xa xôi để đến gặp cậu đấy thì Tae-ho lại dừng bước và quyết định chạy quay lại để gặp mẹ mình. Khi đã vượt qua khỏi sự khống chế của quản ngục để đến được nơi thăm nuôi thì không thấy mẹ mình đâu nữa. Bà mẹ đau khổ bước ra ngoài và bật khóc nức nở vì không thể gặp mặt được con trai của mình. Tối đến khi Tae-ho ngồi buồn bã trong một buồng giam biệt lập vì bị phạt thì một anh quản giáo đi qua và liếc nhìn Tae-ho một cái. Chàng trai liền nhớ lại cặp mắt của tên tài xế đã chở mình vào đêm xảy ra án mạng, không phải là cặp mắt của tên Mojijun. Ông đại ca của phòng giam bắt đầu phân phát thức ăn cho tù nhân ở phòng giam biệt lập thì Tae-ho liền nắm tay ông ta và nhờ ông ta hãy giúp đỡ mình. Anh chàng hacker khi đang ngồi buồn bã trong quán ăn thì anh bạn Tây rủ chàng trai hãy đến quán bar để ngắm gái một chút, nhưng anh chàng hacker lại từ chối. Sau đó thì nhận được điện thoại từ một số lạ. Khi bắt máy lên thì đó chính là Tae-ho,
Tae-ho khẳng định đêm hôm đó Mo Ji-jun không phải là người chở tôi đến khách sạn. Cậu hãy tìm giúp tôi xem kẻ nào đã lái xe chở tôi vào đêm hôm đó. Mo Ji-jun đã giết Kang In-ju và cô gái Shin-bona, tên tài xế đó chính là nhân chứng duy nhất đấy. Anh chàng hacker Kim Won-ju tiếp cận một tên từng làm việc tại vũ trường Chrome và có quan hệ thân thiết với tên Mo Ji-jun. Kim Won-ju hỏi ai là người đã giúp Mo Ji-jun ở quán bar vào đêm đó, nhưng tên này bảo là hắn không biết gì cả. Anh chàng hacker liền chỉ tay về phía sau. Và có ba anh Tây cao to đang đứng đợi sẵn. Tên này nhìn thấy thì bắt đầu rón rén, sau đó thì tất cả đi đến một nhà nghỉ để tìm một người tên là Roy. Chính là đàn em thân cận nhất của tên Mo Ji-jun. Ba anh chàng Tây cầm bức hình và tìm kiếm tất cả các phòng trong nhà nghỉ. Lúc này thì tên Joy cũng xuất hiện và cố gắng bỏ chạy ra bên ngoài. Hắn leo lên tầng thượng rồi phi băng băng qua các tòa nhà như một con khỉ và bị ba anh chàng Tây đuổi theo sát nút, nhưng sau đó hắn cũng cắt đuôi được ba anh chàng Tây và leo lên được một chiếc xe tải để rời đi. Sau khi đã trốn thoát an toàn, hắn liền điện thoại cho Mo Ji-jun để báo cáo tình hình. Ngay sau đó thì In-ha cũng nhận được điện thoại từ tên Mo Ji-jun. Tên Joy tóc dài sau đó đi đến vũ trường Chrome để tìm Mo Ji-jun thì bất ngờ bị tên đàn anh này tặng cho một nhát dao chí mạng. Sau đó thì In-ha cũng đi đến. Khi nhìn thấy tên Joy đã tắt thở thì In-ha yêu cầu hãy đi giết Han Tae-ho thôi. Hai quân đi đến thăm Tae-ho và hỏi anh chàng cách thức để có thể trở thành một người nắm quyền tại tập đoàn Kang-o. Sau đó thì cho Tae-ho xem những vết bầm tím trên cổ của mình và bảo In-ha đã làm chuyện này, anh ta biết mọi thứ diễn ra giữa tôi và cậu. Ba người chúng ta đã không còn được như xưa nữa, từ giờ cậu có thể dùng năng lực của mình để giúp tôi được không? Tae-ho bảo tôi sẽ giúp cậu trở thành chủ nhân tiếp theo của Kang-o. In-ha khi xem được bức hình cho thấy vợ mình đã đến trại giam nên vô cùng bực tức. Tối đến thì Hai Won cùng In-ha đến dinh thự Bisun-jae để ăn tối. Ông chủ tịch Kang thông báo Hai Won sẽ là giám đốc mới của quỹ nghệ thuật. Cô con dâu lớn kịch liệt phản đối quyết định này vì mình mới là người xứng đáng được ngồi vào vị trí đó. Ông bố chồng liền đập bàn một cái để dằn mặt và khẳng định không ai có thể thay đổi được quyết định của tôi. Sau đó chủ tịch Kang đi vào bên trong. Cô chị dâu liền hứa tôi sẽ khiến cô phải hối hận, rồi cũng bỏ đi. Hui-ju nói với In-ha, vợ anh bây giờ đã là cánh tay đắc lực của chủ tịch Kang rồi đấy. Sau đó thì cũng rời đi. Khi In-ha hỏi tại sao em lại làm như vậy, thì Hai Won bảo em đã đến gặp và yêu cầu bố được ngồi vào vị trí đó. Em cũng cần có lý do để tiếp tục ở lại gia đình này chứ. In-ha liền lên tiếng cảnh cáo, cô cứ tận hưởng đi khi còn có thể. Tối đến thì một ông quản giáo ở trại giam điện thoại cho tên Mo Ji-jun thông báo đã sẵn sàng hành động. Tên Mo Ji-jun bây giờ cũng đang đứng cùng In-ha trên một cây cầu. Tae-ho khi đang nằm ngủ trong phòng giam thì quản giáo đi đến thông báo có người đến thăm anh, nên anh chàng Tae-ho cũng bước ra khỏi buồng giam. In-ha lái xe đến quán ăn cũng là căn cứ địa của anh chàng hacker Kim Won-ju rồi nói với chàng trai này, thì ra cậu chính là tên chuột nhắt đó. Cậu từng là thành viên của Tổng cục Trinh sát Triều Tiên và là một kẻ đào tẩu, sau đó thì thông báo Han Tae-ho chết rồi, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Khi anh chàng hacker tự tin mình không dễ bị tóm gọn đâu, thì từ phía sau cậu bạn Tây xuất hiện với một khẩu súng trên tay. Và hắn ta đã bị tên thiếu gia In-ha dùng tiền để mua chuộc. Đúng lúc này thì In-ha lại nhận được điện thoại thông báo tình hình của Tae-ho. Bản tin thời sự đưa một tin tức khẩn về việc tử tù Han Tae-ho đã vượt ngục vào tối hôm qua. Tên quản ngục lo lắng chờ đợi tại điểm hẹn, sau đó thì báo cáo lại với tên Mo Ji-jun, tôi đã định ra tay nhưng đột ngột hắn ta lại biến mất. Mo Ji-jun liền ném ra những cọc tiền và yêu cầu tên quản ngục này phải may cái miệng của mình lại, và In-ha cũng đang ngồi phía sau chiếc xe của tên thư ký Mo Ji-jun. Hai Won đi đến quán ăn căn cứ địa của chàng trai hacker và liên tục gõ cửa, nhưng anh chàng Kim Won-ju bây giờ đang bị anh bạn Tây khống chế ở bên trong, nên Hai Won cũng đành phải bước vào xe hơi. Đúng lúc này thì cô nàng lại nhận được điện thoại của bà mẹ ruột của mình, yêu cầu cô con gái phải mang tiền đến cho bà ta đánh bạc. Ở trong căn cứ địa thì anh bạn Tây nhận được chỉ thị của In-ha yêu cầu phải tìm được Tae-ho ngay, nên hắn ra lệnh cho cậu bạn hacker hãy thực hiện tìm kiếm. Chàng trai Kim Won-ju nhẹ nhàng đứng dậy, sau khi thực hiện một động tác nhỏ thì cũng cướp được cây súng từ cậu bạn Tây của mình. Sau đó thì yêu cầu anh chàng Tây hãy đưa cho tôi một nửa số tiền mà Kang In-ha đã cho cậu, đừng chĩa súng vào người khác như vậy, thay vì hãy vui vẻ mà hợp tác với nhau. Ở dinh thự Bisun-jae lúc này thì cô tiểu thư Hui-ju cũng đang điện thoại cho ông đội trưởng đội tư pháp, yêu cầu hãy tìm kiếm Han Tae-ho ngay cho mình. Tên Kang Song-ju đến biệt thự để thăm bà mẹ giám đốc Giang và bày tỏ ý muốn phải làm cho In-ha biến mất khỏi phòng chiến lược tương lai ở Kang-o ngay. Nếu mẹ không quay lại để giúp con thì Hai Won sẽ lấy hết số tiền từ quỹ đen của quỹ nghệ thuật, lúc đó thì sẽ chấm hết tất cả. Bà giám đốc Giang yêu cầu cậu con trai hãy kiên nhẫn, vì mẹ đã có sự chuẩn bị riêng của mình, chúng ta sẽ tập hợp quyền lực từ các cổ đông trong hội đồng quản trị để họ đứng về phía chúng ta. Bà mẹ ruột mỏi mòn chờ đợi đứa con gái của mình đến đưa tiền và nghĩ lẽ ra mình phải gọi cho cậu con rể In-ha thì sẽ chắc ăn hơn. Sau đó thì Hai Won cũng lái xe đi đến, Hai Won đưa cho bà mẹ một cọc tiền và yêu cầu bà ta hãy giới thiệu cho mình một chuyên gia tìm người. Bà mẹ bảo có đủ loại người tụ tập ở chỗ này nên chuyện đó không có gì khó cả. Hai Won liền hứa sẽ trả thêm gấp đôi số tiền này, nhưng hạn chót là ngày mai phải giới thiệu được người đó cho tôi. Khi cô con gái đã lái xe rời đi thì bà mẹ ruột liền điện thoại cho cậu con rể và báo cáo, Hai Won vừa đến gặp tôi và yêu cầu tôi phải tìm cho nó một chuyên gia tìm người, con rể có biết là nó đang muốn tìm ai không?
In Ha tức tốc đi về nhà và nhìn cô vợ với một ánh mắt không thể hằn học hơn. Tae Ho bây giờ nhớ lại ký ức vào đêm xảy ra án mạng, thì cậu cả In Ju và cô gái Shin Bona đã bị một tên thanh niên ra tay, sau đó thì In Ha cũng đã xuất hiện tại căn phòng đó. Tae Ho giật mình tỉnh dậy và nhận ra rằng Kang In Ha đã có mặt ở đó. Lúc này thì ông chủ tịch Kang bước vào và Tae Ho cũng đang ở tầng cao nhất của tòa tháp thuộc tập đoàn Kang O. Ông chủ tịch nói với Tae Ho, nếu không có tôi thì cậu đã chết rồi. Tôi cảm thấy nghi ngờ tên Mo Ji Jun nên đã phái người theo dõi hắn. Ông chủ tịch đưa cho Tae Ho xem những bức hình cho thấy. Tên Mo Ji Jun cùng tên tóc dài và In Ha đã xuất hiện tại vũ trường Chrome. Khi ông chủ tịch bảo cậu đã giết con trai tôi, thì Tae Ho khẳng định tôi không có làm chuyện đó. Hai Won nhận được điện thoại của bà mẹ thông báo tối nay hãy đến gặp chuyên gia tìm người. Tối đến Hai Won đứng đợi trên một cây cầu. Thì một chiếc xe cũng chạy đến. Tên Mo Ji Jun bước xuống xe và hỏi cô đang muốn tìm tên tù vực ngục này phải không? Sau đó thì trục thúc mê Hai Won, rồi ném cô nàng lên xe. Tên Mo Ji Jun vứt điện thoại của Hai Won xuống sông. Sau đó Hai Won tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói ở trên giường. Lúc này thì In Ha cũng xuất hiện. Hai Won liền hỏi anh đã liên lạc với người đàn bà đó từ khi nào. Khi In Ha hỏi em muốn tìm tên tù vực ngục đó sao, thì Hai Won khẳng định Tae Ho không có bỏ trốn, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Tôi biết anh đã biết chuyện giữa tôi và Tae Ho, tôi đã thấy xấu hổ và nghĩ mình phải sống trong giày vò mãi mãi, nhưng đó là trước khi anh bóp cổ tôi. In Ha liền tuyên bố tôi sẽ không tha thứ việc em đã lừa dối tôi, có thể em đã rất vui vì được chủ tịch Kang trọng dụng, nhưng tiếc là nó sẽ kết thúc ngay bây giờ. Sau đó thì In Ha đi ra ngoài và có rất nhiều y tá ở trại tâm thần đang tức tốc chạy vào. Ông viện trưởng In của bệnh viện Kang O tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Tae Ho. Khi ông viện trưởng đã ra về thì Tae Ho hỏi ông chủ tịch Kang, lý do ngài cứu tôi là gì vậy? Có phải ngài muốn tôi loại bỏ In Ha không? Chủ tịch Kang thông báo In Ha đang muốn bắt tay với ông chủ tịch Park Sajin. Nó đang cố gắng phân chia Kang O và đưa nó cho Park Sajin. Tae Ho bảo việc phân chia đã được tiến hành rồi vì tôi là người đã thiết kế ra nó. Tôi từng muốn biến In Ha trở thành chủ nhân của Kang O. Chủ tịch Kang thông báo tôi sẽ tống cổ In Ha ra khỏi Kang O. Như vậy thì cậu sẽ được trả lại những gì mà cậu đã từng có. Lúc này thì In Ha cũng đi đến một nhà hàng để gặp mặt ông chủ tịch Park Sajin. Ông chủ tịch này bắt đầu vạch ra kế hoạch để chuẩn bị tiếp quản một nửa của Kang O. Vì bố của ông ta cũng từng có công trong việc thành lập tập đoàn này, nên ông ta rất hứng thú với đề nghị của In Ha. Và trước đây thì In Ha đã đến gặp ông chủ tịch Park và đề nghị ông chủ tịch này hãy giúp mình trở thành chủ nhân mới của Kang O. Ông chủ tịch Park khi đó nghĩ rằng việc này là chuyện không thể vì In Ha chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Nhưng In Ha hứa sẽ cho ông chủ tịch này một nửa Kang O nếu mình là chủ nhân của nó. Hiện giờ tôi đã làm giám đốc văn phòng chiến lược tương lai rồi, đó chính là cốt lõi của Kang O. Nếu ngài giúp sức cho tôi, thì tôi hứa ngài sẽ có được mảng thực phẩm phân phối và xây dựng của Kang O. Hãy cùng xây dựng đế chế mới của ngài Park Sajin nào. Bây giờ thì ông chủ tịch Park Sajin cùng In Ha cũng cụng ly với nhau để ăn mừng sự hợp tác này. Tae Ho bấm gọi điện cho Hai Won nhưng không liên lạc được với cô nàng, nên anh chàng cảm thấy rất lo lắng. Sáng hôm sau Tae Ho bắt đầu nghiên cứu cách thức để chia cắt sự hợp tác giữa In Ha và ông chủ tịch Park Sajin và nhớ lại những kỷ niệm mà mình đã từng trải qua với In Ha từ khi cả hai còn là những anh chàng vừa tròn 18 tuổi và cùng nhau trải qua thời sinh viên tươi đẹp. Cùng lời hứa sẽ đưa In Ha trở thành chủ nhân mới của Kang O, nhưng nó đã không còn khi bộ mặt thật của In Ha bắt đầu hiện ra. In Ha đến bệnh viện tâm thần để gặp Hai Won. Khi nghe cô vợ nói tôi sẽ giết anh, thì In Ha bảo tôi mà chết thì em chẳng còn gì cả đâu. Khi Hai Won hỏi tại sao anh lại trở thành người như thế này, thì In Ha khẳng định con người của tôi xưa giờ vẫn như thế. Nhưng nếu em hứa kể từ nay em sẽ tồn tại vì tôi, thì tôi sẽ cho em được rời khỏi chỗ này. Tae Ho cũng từng bảo là tồn tại vì tôi đấy. Từ giờ em hãy thở và sống vì anh đi nào. Hai Won bây giờ cũng gật đầu đồng ý. Sau đó thì được In Ha trở về nhà để tiếp tục sống như một người bình thường. Ông chủ tịch kể cho Tae Ho nghe, In Ha đã ép Hai Won nhập viện vào bệnh viện tâm thần, nhưng không biết sao nó lại thả Hai Won về. Tae Ho bảo vì cậu ta đang muốn lấy được quỹ đen của quỹ nghệ thuật để thực hiện việc phân chia Kang O thì In Ha phải cần rất nhiều tiền. Vì vậy nên anh ta mới thả tự do cho giám đốc Hai Won đấy. Ngài nhất định phải kéo Hai Won về phía chúng ta. Ông chủ tịch Kang liền điện thoại cho ông giám đốc Chu. In Ha điện thoại cho anh chàng Tây để hỏi xem đã tìm được tung tích của Tae Ho chưa. Anh chàng hacker cũng bảo với cậu bạn Tây, tôi đang kiểm tra từng hạt bụi rồi, bảo anh ta đợi thêm đi. Ông giám đốc Chu chở Hai Won đến gặp ngài chủ tịch. Chủ tịch Kang yêu cầu cô con dâu hãy có quyết định sáng suốt nên đứng về phía ai. Vì In Ha hiện đang cần rất nhiều tiền để thực hiện kế hoạch trong tương lai, Hai Won bảo tôi có việc cần làm ngay bây giờ, xin chủ tịch đừng ngăn cản tôi. Anh chàng hacker xâm nhập thành công vào hệ thống camera khu vực gần trại giam thì thấy tối hôm đó, có một chiếc xe của trại giam đã chạy ra bên ngoài, sau đó có một chiếc xe khác chạy đến. Quản giáo bắt đầu bê một người bị bịt mặt sang chiếc xe này. Chàng trai bắt đầu tra biển số chiếc xe đã chở Tae Ho đi thì thấy nó thuộc công ty luật Minton của giám đốc Chu. Tae Ho trình bày với chủ tịch Kang, Park Sajin chỉ là công cụ của In Ha và sẽ bị loại bỏ bất kỳ lúc nào. Tôi nghĩ là ngài nên thu phục ông ta trước bằng cách đưa ra đề nghị sẽ cho ông ta một nửa Kang O, như vậy thì ông ta mới về phe của chúng ta. Ông chủ tịch Kang liền lắc đầu vì Kang O chính là xương máu của mình, nhưng Tae Ho bảo việc phân chia đó chỉ là tạm thời thôi, tôi sẽ lấy lại toàn bộ cho ngài. Trung tâm hợp tác thịnh vượng mới là cốt lõi của Kang O.
nên dù Park Sa-jin có được một nửa của Kang-o thì chủ nhân của nó sẽ không thay đổi gì. Sau đó Tae-ho mở cửa để nhìn ra bên ngoài, và ở một tầng lầu bên dưới tòa tháp này thì In-ha cũng đang có mặt tại công ty, và cuộc chiến giữa hai chàng trai bây giờ đã chính thức bắt đầu. In-ha đi xuống tầng hầm để lái xe chuẩn bị ra về thì thấy ông viện trưởng In đang lái xe đi đến, sau đó ông ta bước vào bên trong và giáo giác nhìn xung quanh với bộ dạng rất đáng nghi ngờ. Ông viện trưởng tiếp tục kiểm tra tình hình sức khỏe cho Tae-ho và thông báo, giờ thì tôi không cần đến đây nữa rồi. Lúc này thì In-ha cũng đi thang máy lên đến nơi, ông viện trưởng nhìn thấy sự xuất hiện của In-ha nên rất hốt hoảng. Ông viện trưởng cố tình té ngã một phát để báo hiệu cho ông chủ tịch biết, Tae-ho nghe được tiếng động nên liền đi ra bên ngoài để dò xét. Sau đó thì thấy In-ha đã có mặt tại nơi này, ông chủ tịch bước ra và thông báo viện trưởng In vừa kiểm tra sức khỏe cho ta. Rồi yêu cầu In-ha hãy vào thang máy cùng viện trưởng In để rời khỏi chỗ này. In-ha cũng chào tạm biệt ông bố và bước vào thang máy. Chủ tịch Kang liền ra hiệu cho Tae-ho hãy bước ra bên ngoài. Trong thang máy thì In-ha hỏi ông viện trưởng đã đến khám bệnh cho ai thế, nhưng ông viện trưởng chỉ im lặng. Khi đã xuống tầng hầm thì In-ha bắt đầu cảnh cáo ông viện trưởng và bảo: "Tôi có thể làm bất kỳ điều gì với ngài mà không sợ sệt gì cả." Ông viện trưởng bước vào xe hơi và gọi điện thông báo với chủ tịch Kang. Có vẻ như In-ha đã phát giác được điều gì đó rồi. Ông chủ tịch Kang thông báo với Tae-ho là In-ha đã biết tất cả rồi. Tae-ho hối thúc chủ tịch Kang phải gặp mặt chủ tịch Park Sa-jin ngay trong tối nay, tôi sẽ liên lạc với ngài sau. Nói xong thì Tae-ho cũng rời đi khỏi chỗ này. Chủ tịch Kang gặp mặt ông chủ tịch Park Sa-jin và hứa sẽ giúp ông ta xây dựng một đế chế của riêng mình. Bố của chúng ta đã thành lập nên Kang-o, chúng ta sẽ cùng nhau để làm nó trở nên thật vĩ đại. Ông chủ tịch Park liền bảo, cậu đúng là không thay đổi gì cả. Cậu sẵn sàng từ bỏ dòng máu của mình để bảo vệ Kang-o. Chủ tịch Kang liền thông báo, ngay ngày mai In-ha sẽ phải rời khỏi Kang-o và không còn là dòng máu của nhà họ Kang nữa. Bây giờ anh có thể thay đổi quyết định của mình rồi chứ? Sau đó thì ông chủ tịch Park cũng ngồi xe ra về. In-ha đi về nhà và nhận được điện thoại từ anh chàng hacker thông báo Han Tae-ho đang ở tòa tháp của tập đoàn Kang-o. Cô tiểu thư Huizu cũng nhận được báo cáo từ ông đội trưởng tư pháp. Có thứ gì đó rất đáng ngờ trong văn phòng chủ tịch, ngài ấy đã cấm tất cả mọi người đi vào đó. Có lẽ chủ tịch là người đã mang Tae-ho ra ngoài. Tae-ho bây giờ bấm gọi cho Hai Won, thì cô nàng thông báo 5 phút nữa anh hãy xuống tầng trệt gặp tôi. Sau đó thì Hai Won đi đến gặp lễ tân của tòa tháp và lấy một chiếc thẻ VIP có thể đi đến tất cả các tầng của tòa tháp này. Ngay sau đó thì Tae-ho cũng cầm chiếc thẻ VIP này và đi lên tầng mà mình muốn, và Hai Won cũng bước ra về. Tae-ho đi thang máy lên đến khu vực đã xảy ra vụ án mạng. Anh chàng đi vào căn phòng và nhớ lại, tối hôm đó thì cô gái Shin Bona đã liên tục cầm điện thoại để quay lại những cảnh ăn chơi. Sau đó thì cô ta đã làm rơi điện thoại đó xuống đất và nó vẫn đang trong trạng thái đang quay hình. Ông chủ tịch Kang về Kang-o rồi ngồi trong bồn tắm và nhâm nhi một ly rượu vang. Lúc này thì In-ha cũng đi đến, cậu con trai định giải thích lý do mình đến gặp ông chủ tịch Park Sa-jin. Nhưng ông bố chủ tịch thông báo con sẽ bị chấm dứt hợp đồng vào 9 giờ sáng mai và sẽ rời khỏi Kang-o. In-ha liền bảo, con đã làm tất cả những gì có thể. Sao bố lại không công nhận năng lực của con vậy? Ông chủ tịch Kang liền bảo, năng lực đó là của con hay là của Tae-ho? Con đã giết In-ju để được ta thừa nhận năng lực đó à? In-ju là con trai ta và là anh trai của con ấy, mà con lại nhẫn tâm ra tay với nó sao? Hãy chấp nhận quay về cuộc sống trước kia và sống trong im lặng đi, thì ta sẽ không trừng phạt con nữa. In-ha tỏ ra tức giận và tuyên bố, chính bố đã biến con trở thành người như thế này, nên con mới ra tay với Kang In-ju. Tất cả là tại bố. Ông chủ tịch nghe thấy thì bắt đầu lên cơn đau tim, sau đó thì ném ly rượu vang xuống đất và yêu cầu In-ha hãy cút ra ngoài ngay. Chủ tịch Kang định lấy thuốc uống nhưng lại làm rơi nó xuống đất, sau đó thì bị ngã luôn xuống bồn tắm. Cậu con trai đi đến túm lấy cổ áo và nói với ông bố chủ tịch, chuyện này sẽ không xảy ra nếu bố thừa nhận con sớm hơn một chút. Sau đó thì buông chủ tịch Kang ra, In-ha tiếp tục kéo tay chủ tịch Kang và tuyên bố, từ giờ Kang-o không còn là của bố nữa, mà là của Kang In-ha. Sau đó thì lạnh lùng buông cánh tay ra, In-ha tiếp tục nhấn ông bố xuống một cái, rồi mới bước ra về. Huizu đi thang máy lên văn phòng của ông bố chủ tịch của mình. Cô nàng bước vào căn phòng thì thấy một ly rượu vỡ ở dưới đất, còn ông bố của mình thì đang nằm ngất trong bồn tắm. Sau đó Huizu đứng chờ đợi trước phòng phẫu thuật, thì bà mẹ cùng cậu anh trai và bà chị dâu cũng đi đến. Khi bà giám đốc Giang hỏi tại sao con lại đến văn phòng vào giờ đó, thì Huizu tỏ ra rất ấp úng. Bây giờ thì Hai Won cũng đi đến. In-ha ngồi ở nhà thì nhận được điện thoại của Hai Won. Hắn tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết ông bố chủ tịch của mình vẫn còn thở được. Ông viện trưởng In bước ra từ phòng phẫu thuật và thông báo, bây giờ vẫn chưa kết luận được gì vì chủ tịch đã bỏ lỡ giờ vàng để uống thuốc trợ tim. Phải chờ đợi cho đến khi ngài ấy có ý thức trở lại. Bà vợ liền té xỉu và thì thầm, vẫn chưa được mà. Lúc này thì cậu con trai thứ ba mới bắt đầu xuất hiện. Tae-ho đi lên văn phòng của chủ tịch Kang để điều tra, sau đó thì nhìn vào chiếc bồn tắm mà chủ tịch đã ngất đi trước đó. In-ha bây giờ nhớ lại ông viện trưởng In đã bước ra từ một căn phòng, nên nhận ra có thể có một không gian bí mật ở bên trong nữa. In-ha liền lái xe rời khỏi bệnh viện và đi lên văn phòng của ông bố chủ tịch. Sau đó thì cũng mở được một cánh cửa và có một căn phòng ngủ ở bên trong. In-ha nhận ra đây chính là nơi mà Tae-ho từng trú ngụ. Tae-ho bây giờ đang ngồi tàu lửa đi đến một tỉnh lẻ xa xôi. Anh công tố viên Ha bước ra và đi vào xe hơi, thì Tae-ho cũng đi vào và thông báo, tôi không phải đến đây để đầu thú đâu,
tôi thật sự không giết ai cả. Tôi đã khiến anh bị liên lụy nên muốn đến đây để trả nợ. Vào cái đêm xảy ra án mạng, thì mọi chuyện diễn ra đều được cô gái Sibona quay lại bằng điện thoại của cô ấy. Tôi đang cho anh một cơ hội để quay trở lại Seoul làm việc đấy. Anh công tố liền bảo anh từng coi tôi là trò đùa vì tôi không có chống lưng hay tiền bạc phải không? Sau đó thì lấy chiếc còng số 8 ra để còng tay anh từ tù vượt ngục. Tae-ho tiếp tục thuyết phục và yêu cầu anh công tố đừng tự ti với xuất thân của mình nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của anh và cả tôi đấy. Anh sẽ làm nhân viên ở tỉnh lẻ này hay quay về Seoul nào? Sau đó thì anh chàng hacker cũng nhìn thấy Tae-ho xuất hiện cùng anh công tố Ha. Chàng trai định bấm gọi cho In Ha, nhưng lại quyết định dừng tay lại, rồi xóa luôn tập tin video camera này đi. Anh công tố viên Ha đột nhập vào viện kiểm sát mà mình từng làm việc trước kia, sau đó thì tìm kiếm thông tin vụ án của Tae-ho, và trước đó thì Tae-ho đã hứa. Nếu anh không tìm thấy đoạn video đó trong điện thoại của Sinbona thì anh có thể bắt tôi, bây giờ thì Tae-ho cũng đang bị còng tay trên xe hơi để chờ đợi. Anh công tố đi vào phòng cất giữ chứng cứ, sau đó thì cũng tìm được chiếc điện thoại của cô gái nạn nhân Sinbona. Anh công tố Ha bước ra xe hơi và cắm sạc điện thoại, nhưng điện thoại lại có mật khẩu nên liền lái xe đi để tìm cách mở khóa. Sau khi đã mở khóa thành công, anh công tố bắt đầu mở thư mục ảnh lên thì nó hoàn toàn trống trơn. Anh công tố cầm điện thoại ra xe hơi và đưa cho Tae-ho để anh chàng trực tiếp kiểm tra. Tae-ho hồi hộp mở chiếc điện thoại lên thì không có một video hay hình ảnh nào cả. Tae-ho cố gắng tìm trong các thư mục khác thì thấy những hình ảnh và video đã được bảo mật riêng ở một nơi khác. Tae-ho nhận ra đó là những đoạn video quay lại khung cảnh khi vụ án mạng xảy ra. Anh chàng mở một video lên xem thì thấy đêm đó mình đã ngã gục xuống sau máy quay, sau đó tên cậu cả bước ra ngoài và bị tên thư ký Moji Jun ra tay hạ gục. Hắn tiến hành tiêm cho mình một mũi tiêm. Tên Moji Jun tiếp tục ra tay với cô gái Sinbona. Lúc này thì có một bàn chân bước đến. Tae-ho bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh và nói, thật là một ngày đẹp trời để quay trở lại. Anh công tố Ha đem những đoạn video này đến cho ông sếp cũ của mình xem và video đã được cắt bỏ một ít. Vì Tae-ho đã yêu cầu anh công tố hãy cắt bỏ phần xuất hiện của người cuối cùng, anh cần bắt Moji Jun trước. Sau đó tôi sẽ giúp anh tóm được tên thủ phạm thật sự phía sau. Bây giờ thì ông sếp thông báo với anh công tố Ha có thể sẽ gặp rắc rối vì đã tự ý lấy chứng cứ đi. Sau đó thì yêu cầu anh công tố hãy soạn hành lý và quay lại viện kiểm sát để làm việc vào sáng mai. Ngày hôm sau thì anh từ tù Tae-ho cũng hiên ngang đến đồn cảnh sát và thông báo, tôi đến đây để tự thú. Anh công tố Ha dẫn đầu một đoàn công tố đi đến tập đoàn Kang O và thông báo bắt giữ tên Moji Jun vì đã sát hại Kang In-ju và Sinbona. Lúc này thì In Ha cũng đang đứng ở phía trên và bình tĩnh nhìn tên thuộc hạ của mình bị áp tải đi. Anh chàng hacker đọc được tin tức vụ bắt giữ này thì cảm thấy rất thích thú. Ông giám đốc Chu thông báo sẽ biện hộ cho Tae-ho theo chương trình tư vấn pháp lý miễn phí của công ty luật Minton. Chủ tịch Kang có thể nhìn rõ được mọi thứ, ngài ấy đã nhờ tôi giúp cậu giải quyết vấn đề này. Bây giờ thì cô tiểu thư Huiju cũng đang chăm sóc cho ông bố chủ tịch của mình và bảo người ta đã bắt được thủ phạm thật sự giết anh In-ju rồi, giờ bố cũng phải mau tỉnh lại đi. In-ha gặp gỡ ông chủ tịch Park Sa-jin và tiếp tục thuyết phục ông ta hãy hợp tác để giúp mình trở thành chủ nhân mới của Kang O. Nhưng ông chủ tịch này bảo nếu chủ tịch Kang không bị như vậy thì cậu đã bị đá ra đường rồi. Nếu ngày mai ông ấy tỉnh lại thì cậu phải rời khỏi Kang O theo kế hoạch thôi. Cậu sẽ không bao giờ có được Kang O nếu chủ tịch Kang còn sống. In-ha đi về nhà và thấy cô vợ Hai-won đã để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn và biến mất, nên vô cùng tức giận và Hai-won cũng đã dọn đến một nơi ở mới. Tên Moji Jun khai với anh công tố viên Ha, do mình thường xuyên bị tên cậu cả In-ju đánh đập và chỉ bới trong suốt một thời gian dài, nên mới ra tay với hắn và cô Sinbona. Mặc cho anh công tố cố gắng khai thác về người đứng đầu phía sau, nhưng tên này vẫn quả quyết một mình hắn đã làm tất cả mọi chuyện. Hôm sau ở dinh thự Bisunje, thì bà giám đốc Giang ra sức dùng những lời lẽ mật ngọt để mời gọi những thành viên trong hội đồng quản trị hãy về phe mình, nhằm dọn đường cho cậu con trai Kang Song-ju được tiếp quản tập đoàn Kang O. Tae-ho quay lại trại giam và rủ ông bạn tù đại ca hãy nhậu cùng mình. Khi cả hai ngồi uống rượu cùng nhau thì Tae-ho kể, tôi đã thành lập một công ty đầu tư bù nhìn tên là Goldheart Investment ở Hồng Kông để nhằm đưa Kang In-ha lên làm chủ tịch. Kể cả cậu ta cũng không biết việc này, chú có muốn đánh cược với tôi để xem ai sẽ giành được quyền kiểm soát Kang O trước không? Sau đó thì ông đại ca này cũng được mãn hạn tù và được hai cậu em từng ở tù chung đón rước và được tặng một cục tàu hũ vào mặt để xả xui. Sau đó thì cả ba người gặp gỡ cô gái mà mình từng đến trường đại học để đòi nợ. Hai-won bắt đầu đưa tài liệu về công ty bù nhìn Goldheart Investment. Hai-won yêu cầu ông đại ca phải đóng giả thành ông thiên tài đầu tư ở phố Won tên là Michael Chang, từng tốt nghiệp đại học Cornell và là một thiên tài lập dị. Anh chàng hacker Kim Won-jin cũng xuất hiện và sẽ cùng tham gia vào kế hoạch này, và trước đó anh chàng này đã tặng cho cậu bạn Tây của mình một phát đạn vào chân và tuyên bố không theo phe của Kang In-ha nữa. Sau đó thì anh chàng hacker đã đến nhà giam để gặp Tae-ho và bày tỏ sự hứng thú đối với công ty Goldheart Investment mà mình đã khám phá được. Bây giờ thì ông đại ca cũng vui vẻ đồng ý hợp tác. Ngay sau đó thì những lệnh mua cổ phiếu của Kang O liên tục được thực hiện. Vụ việc bất thường này nhanh chóng đến tai của Kang Song-ju, hắn liền đi đến gặp bà mẹ của mình và cho bà ta xem tỷ lệ sở hữu cổ phiếu bất thường của công ty Goldheart Investment. In-ha điện thoại cho cấp dưới của mình yêu cầu phải điều tra về công ty Goldheart Investment đó ngay. Hai-won đi đến báo cáo với Tae-ho, mọi chuyện đã gần xong rồi,
giờ chỉ cần chờ cậu bước ra và bóp cò nữa thôi. Sau đó thì phiên xử phúc thẩm của Tê Hô cũng diễn ra. Ông giám đốc Chu đề nghị bồi thẩm đoàn hãy cho Han Tê Hô một cơ hội để sửa sai và trở về là một công dân bình thường. Sau đó thì ông chánh án cũng gửi lời xin lỗi đến bị cáo Han Tê Hô và tuyên bị cáo Han Tê Hô vô tội. Hôm sau thì Han Tê Hô cũng đường hoàng bước ra khỏi nhà giam. In Ha sau khi biết tin Tê Hô đã được thả tự do thì liền yêu cầu cấp dưới hãy điều tra sát sao hắn ta cho tôi. Tối hôm đó In Ha lái xe về nhà và nhớ lại lời của ông chủ tịch Park, cậu sẽ không bao giờ có được Kang Oh nếu chủ tịch Kang còn sống. Cùng những lời phủ phàng mà ông bố chủ tịch đã nói với mình, nên In Ha quyết định lái xe đến bệnh viện, sau đó đi vào phòng bệnh của ông chủ tịch Kang và nói: "Đêm đó đáng lẽ bố nên ra đi, thì bây giờ đã không phải trải qua nỗi đau đớn lần hai như thế này." In Ha định mở ống thở ra thì bất ngờ Tê Hô xuất hiện và ngăn cản. Khi cả hai lên sân thượng nói chuyện thì Tê Hô bảo: "Nếu chủ tịch Kang chết đi thì cậu cũng chẳng có được gì cả đâu, cậu không thể trở lại là Kang In Ha như lần đầu mà chúng ta gặp hay sao?" In Ha hỏi: "Chẳng phải mục tiêu của cuộc đời cậu là đưa tôi lên đỉnh của Kang Oh đó hay sao? Rốt cuộc tại sao cậu lại ngăn cản tôi? Đừng có lên giọng dạy đời tôi, Kang In Ha mà cậu biết đã không còn nữa." Tê Hô liền bảo: "Tôi sẽ tiếp tục ngăn cản cậu vì tôi biết tất cả mọi thứ, thậm chí tôi còn có đủ chứng cứ nữa đấy. Sau cùng thì cậu sẽ không có được gì cả, cậu có thể là con trai của chủ tịch Kang nhưng nếu không có tôi thì giấc mơ của cậu sẽ không thành hiện thực được đâu. Cậu cứ chờ đó mà xem." Khi Tê Hô đã bước đi thì In Ha liền điện thoại cho một người nào đó. Lúc này ở trại giam khi tên Mo Ji Jun đang chuẩn bị yên giấc thì tên quản ngục xuất hiện và thông báo anh có người đến thăm nuôi đấy. Mo Ji Jun đi đến phòng gặp mặt thì thấy một chiếc điện thoại ở trên bàn. Sau đó thì nó cũng rung lên. Mo Ji Jun bắt máy chiếc điện thoại thì biết được In Ha đang gọi điện cho mình. In Ha giải thích: "Tôi muốn đến để trực tiếp thăm cậu lắm, nhưng có nhiều tai mắt đang để ý đến tôi quá. Tôi gần đi đến đỉnh rồi nên bây giờ tôi không thể dừng lại được." Tên Mo Ji Jun cũng hứa: "Tôi sẽ chịu hết mọi tội lỗi, nhưng quả thực tôi thấy hơi sợ vì sớm muộn gì tôi cũng nhận án tử hình mà thôi." Sau đó Mo Ji Jun được tên quản ngục dẫn ra bên ngoài. Bất ngờ tên quản ngục dùng chiếc bàn chải nhọn và đâm nhiều nhát vào người, khiến tên Mo Ji Jun gục ngã xuống đất và tên quản ngục cũng rời đi, rồi thông báo tình hình lại cho cậu chủ In Ha biết. Tê Hô quay về căn cứ địa của mình và nhớ lại, trước đây mình từng kể cho chủ tịch Kang về công ty Gold Heart Investment mà mình đã thành lập tại Hồng Kông. Công ty đó sẽ bảo vệ chủ tịch khỏi các thế lực đối nghịch để giành lấy cổ phần của Kang Oh. Nếu được thì chủ tịch hãy giải phóng một phần vốn ở nước ngoài để tài trợ, tôi sẽ bắt đầu vô hiệu hóa các thế lực đối lập. Bây giờ thì anh chàng hacker cũng nhận được email từ tên Kang Song Ju yêu cầu được gặp ngài Michael Chang, chủ tịch của Gold Heart Investment, khiến ông đại ca khá hồi hộp, nhưng Tê Hô bảo họ sẽ không coi thường anh đâu, vì số cổ phần mà chúng ta đang nắm giữ cũng khá lớn đấy. Cô tiểu thư Hui Ju đến gặp cô chị dâu và bảo rằng số cổ phần mà chị đang giữ của anh In Ju chỉ được sử dụng cho nhà họ Kang thôi. Nhưng bà chị dâu bảo chị muốn làm gì với nó là chuyện của chị chứ. Hui Ju yêu cầu bà chị dâu hãy sử dụng số cổ phần đó để tiếp sức cho ông anh Song Ju của mình. Chị đừng quên danh phận con dâu nhà họ Kang của mình. Bà chị dâu nghe được thì liền cười khỉnh một cái. Bà giám đốc Giang điện thoại yêu cầu thằng con trai của mình phải lôi kéo bằng được công ty Gold Heart Investment về phe của chúng ta. Song Ju bảo bên đó đã gửi thư phản hồi đồng ý gặp mặt chúng ta rồi, mà liệu những cổ đông khác có đứng về phía chúng ta không? Bà mẹ bảo họ cũng như những con cá sống trong ao của Kang Oh thôi, chúng sẽ chọn chủ nhân tùy vào việc ai lấp đầy cái bụng của chúng nhiều hơn. Tên Song Ju cũng bảo nghị sĩ Joe đang dốc sức hành động để giúp đỡ chúng ta, con sẽ là người kế vị tiếp theo của Kang Oh. In Ha đi đến gặp ông chủ tịch Park Sa Jin và bày tỏ sự lo ngại về số cổ phần của Kang Oh mà công ty Gold Heart Investment đang nắm giữ. Tên Michael Chang thường đứng về phía bên nào đưa ra thỏa thuận có lợi hơn, nếu không kéo được Michael Chang về phía chúng ta thì công cuộc phân tách Kang Oh sẽ bị đe dọa. Ông chủ tịch Park yêu cầu In Ha phải làm mọi cách để lôi kéo được ông Michael Chang đó, nếu không thì tôi sẽ buông tay cậu bất cứ lúc nào đấy. Bà giám đốc Giang cùng cậu con trai đi đến để gặp mặt ngài chủ tịch Michael Chang, nhưng bất ngờ lại thấy In Ha có mặt tại nơi này. In Ha bảo chủ tịch Michael Chang đã gọi tôi đến đây để gặp mặt. Sau đó thì In Ha bày tỏ mục tiêu muốn làm chủ Kang Oh của mình với hai mẹ con của bà giám đốc Giang. Lúc này thì có một người mở cửa bước vào và đó chính là Tê Hô. Anh chàng giới thiệu: "Tôi là đồng giám đốc điều hành của Gold Heart Investment." Bà giám đốc Giang liền đứng dậy để ra về thì Tê Hô bảo: "Tôi đang phụ trách tất cả mọi hoạt động kinh doanh trong nước của công ty." Sau đó thì trình ra tấm danh thiếp của mình. Bà giám đốc Giang cũng ngồi xuống để tiếp tục cuộc gặp mặt. Sau đó khi Tê Hô lái xe ra về thì bị chiếc xe của In Ha chặn đầu. Hắn bước ra và nói với Tê Hô: "Đây là bí mật mà cậu đã bày ra để ngăn chặn tôi đó hả? Cậu nghĩ tôi sẽ để mọi chuyện diễn ra theo ý cậu muốn sao?" Tê Hô khẳng định mọi chuyện đang diễn ra theo ý tôi muốn, rồi lái xe rời đi. Một lúc sau khi In Ha lái xe về nhà thì lại nhận được điện thoại của bà chị dâu vợ của ông cậu cả quá cố In Ju. In Ha đi đến phòng tranh để gặp mặt bà chị dâu thì cô ta bảo: "Tôi sẽ tặng bức tranh này cho cậu." Sau đó bà chị dâu bước đi và quay lại nói với In Ha: "Ý nghĩa ẩn sau bức tranh này là sự hợp tác đấy." Bây giờ thì In Ha lại nhận được điện thoại của bà giám đốc Giang để mời cậu con gầy hãy đến nhà dùng bữa cùng nhau. Tối đến, In Ha lái xe đến dinh thự Bisunje. Khi đi vào bên trong thì thấy Tê Hô đang ngồi ăn tối cùng hai mẹ con của bà giám đốc Giang. In Ha cũng ngồi xuống để dùng bữa, nhưng khi tất cả cũng ly với nhau một cái thì không có phần của anh ta, nên In Ha liền đứng dậy và xin phép được ra về.
In Ha ngồi uống một lon bia tại nhà mình và nhớ lại, trước đây thì Tae Ho từng kể cho mình nghe về việc ông bố dượng của Tae Ho đã từng cố giết mẹ của cậu ta. Nên bây giờ In Ha quyết định gọi điện thoại cho một ông ủy viên. Ngày hôm sau thì anh quản giáo đi đến thông báo với một ông tù nhân, đơn xin ra ngoài của anh đã được chấp thuận rồi, và đó chính là ông bố dượng của Tae Ho. Sau đó quản giáo đưa cho ông tù nhân Gi-su một chiếc điện thoại và bảo, mọi vị trí di chuyển của anh đều được chúng tôi theo dõi đấy, hãy đi thăm mộ của bố mẹ anh đi nào. Ông bố dượng của Tae Ho bước ra ngoài và mở chiếc điện thoại ra, thì thấy một tin nhắn đã được gửi đến, trong đó có một tấm hình cho thấy bà vợ của mình đã từng xuất hiện tại trại giam. Bà giám đốc Giang đi đến thăm ông chồng đang nằm mê man trên giường bệnh và gọi điện yêu cầu cậu con trai Song Ju hãy mở một cuộc họp báo chính thức vào ngày mai, đến lúc chúng ta phải ra tay rồi. Ngày hôm sau tại tập đoàn Kang O thì một cuộc họp báo khẩn cũng được giáo giết chuẩn bị. Tại một ngôi chùa, khi người mẹ đã quy y của Tae Ho đang bước lên những bậc thang, thì thấy tên chồng vũ phu của mình đang ngồi ở bên trên, nên bà nữ Tu Ji Súc liền lùi bước về phía sau. Tên Gi-su tiến tới và bảo, cô lừa cả thế giới và tống chồng mình vào tù, cô ngoan ngoãn mà đi theo tôi đi thì tôi sẽ tha lỗi cho cô. Mẹ của Tae Ho liền bảo ai tha lỗi cho ai chứ, anh đã giết tôi đấy, anh đã dẫm đạp lên linh hồn của mẹ con tôi. Vậy mà anh còn bảo là sẽ tha thứ cho tôi à? Khi tên chồng xông tới thì mẹ của Tae Ho liền lùi bước và bị té ngã về phía sau. Sau đó thì tên Gi-su cũng ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại mẹ của Tae Ho đang nằm gục dưới đất với một vũng máu trên đầu. Lúc này bà giám đốc Giang cùng cậu con trai Kang Song-ju đang chuẩn bị rời dinh thự Bi-sun-je để đi đến buổi họp báo. Thì có rất nhiều xe cảnh sát chạy đến, một anh cảnh sát thông báo bắt giữ bà giám đốc Giang vì tội phi tang sát, hối lộ và tham ô. Ông trưởng phòng Moon cũng chịu chung cảnh ngộ vì tội phi tang sát, cảnh sát bắt đầu còng tay cả hai người và áp giải về đồn. Ở buổi họp báo bây giờ thì mọi người đang nháo nhào cả lên khi không thấy chủ nhân tổ chức buổi họp báo đến. Đột nhiên anh giám đốc Kang In-ha hiên ngang bước vào, vì trước đó thì In-ha đã đưa cho cấp dưới của mình một tập hồ sơ về vụ đâm xe rồi bỏ trốn của bà giám đốc Giang và tài liệu về quỹ đen, rồi yêu cầu cậu nhân viên hãy nộp cho cảnh sát ngay bây giờ. In-ha lúc này tự tin phát biểu trước tất cả mọi người, hiện tại chủ tịch Kang chưa tỉnh lại và được chăm sóc bởi những bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc tại bệnh viện Kang O. Tình trạng của tập đoàn bây giờ đang rối như tơ vò vì những thông tin sai sự thật về tập đoàn cứ liên tiếp xuất hiện. Nên hôm nay tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tập đoàn Kang O, tôi xin tự bổ nhiệm mình quyền chủ tịch cho đến khi mọi chuyện bình thường trở lại. Tôi hứa sẽ đưa tập đoàn vượt qua cơn khủng hoảng lần này một cách khôn ngoan nhất. Tên Kang Song Ju xem trực tiếp bài phát biểu này thì liền ném chiếc điện thoại đi. Tae Ho cũng xuất hiện tại buổi họp báo này, sau đó thì một phóng viên tỏ ra hốt hoảng khi nghe tin bà giám đốc Giang của tập đoàn Kang O đã bị bắt. Tae Ho đi về căn cứ địa của mình thì anh chàng Kim Won Ji bảo, việc bà giám đốc Giang bị bắt thì tất cả những người ủng hộ hai mẹ con bà ta sẽ đều chuyển sang phe của In-ha và Park Sa-jin ấy. Việc In-ha trở thành chủ tịch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này thì Tae Ho nhận được một bức hình cho thấy ông bố dượng của mình đã được thả tự do. Nên Tae Ho tức tốc lái xe đến tìm mẹ mình và nhớ lại ông bố dượng từng hù dọa sẽ không buông tha cho mẹ mình nếu được ra khỏi tù. Cô tiểu thư Hui Ju đến gặp In-ha để hỏi tại sao mẹ của mình lại bị bắt, anh lấy tư cách gì mà lại phát biểu trong buổi họp báo như vậy chứ. In-ha bây giờ nhẹ nhàng buông bỏ mặt nạ ra và bảo, đã quá muộn để cứu mẹ em rồi. Hui Ju vô cùng sốc và nói, anh không phải là Kang In-ha mà tôi biết, anh điên thật rồi. Sau đó thì bước ra về. Cậu con trai thứ hai Song Ju và ông thư ký cố gắng liên lạc với ông giám đốc Choi và ông nghị sĩ Jo, nhưng chẳng liên lạc được với ai cả. Và cả hai con người này đang ngồi nói chuyện cùng nhau và đều không nghe những cuộc gọi mà Kang Song Ju gọi đến. Ông nghị sĩ Jo cũng bày tỏ sự bất mãn khi trở thành một kẻ thua cuộc. Kể từ lúc chọn bắt tay với Kang Song Ju, ông giám đốc Choi liền lôi kéo ông nghị sĩ Jo hãy về phe của In-ha vì anh ta đang là người nắm quyền chủ tịch tại Kang O đấy. In-ha đi vào gặp ông anh cùng cha khác mẹ của mình và gật đầu xin lỗi vì đã giật spotlight tại buổi họp báo mà anh và mẹ đã cố tình tổ chức. Sau đó thì nói với Kang Song Ju, em nghe những người ở sở cảnh sát bảo vụ việc của mẹ đã không còn hy vọng gì nữa, em không nghĩ sự ô uế đó sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu. Song Ju liền đánh In-ha một phát và bảo, tao không muốn nghe chuyện của gia đình tao từ cái miệng thấp kém của mày đâu, đi ra ngoài mau lên. In-ha cũng bước đi ra ngoài với gương mặt đầy đắc ý. Tae Ho bây giờ đi đến bệnh viện để nhận dạng thi thể của mẹ mình và cảm thấy vô cùng hối hận vì phải để mẹ mình trốn chạy khắp nơi và cũng đã không đủ can đảm đối diện với mẹ mình trong lần cuối cùng có thể gặp mặt được mẹ, nên anh chàng bắt đầu tuôn rơi những giọt nước mắt muộn màng. In-ha cùng ông chủ tịch Park Sa-jin bắt đầu tụ họp với ông nghị sĩ Jo cùng tên giám đốc Choi để thiết lập một phe cánh mới. In-ha cũng hứa hẹn với ông chủ tịch Park, chỉ cần cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra tốt đẹp thì một nửa của Kang O sẽ về tay của ngài, sau đó thì tất cả nâng ly để ăn mừng sự hợp tác đầy triển vọng này. Bây giờ thì In-ha cũng nhận được điện thoại thông báo về tình hình mẹ của Tae Ho. Tae Ho ngồi buồn bã tại tang lễ của mẹ mình cùng những đồng đội trong tổ chức bí mật của mình và Hai Won, anh chàng hacker cũng thông báo. Tôi tìm hiểu thì biết được ông tù nhân Gi-su được thả tự do trong 2 đêm và 3 ngày, nhưng ông ta lại quay về trại giam chỉ sau một ngày được thả ra về. Tae Ho nghe được thì vô cùng ngờ vực, bất ngờ cậu con trai thứ hai Kang Song Ju đi đến viếng tang lễ, sau đó thì nói với Tae Ho. Tôi và cậu đều đã không còn mẹ ở bên cạnh nữa, tôi nghĩ là do cùng một người gây nên chuyện này. Sau khi đưa tiễn mẹ cậu về nơi an nghỉ, thì chúng ta hãy gặp mặt nhau nhé.
Tae-ho đứng trước nơi an nghỉ của mẹ mình, thì Hye-won cũng đi đến và nói với Tae-ho, từ lúc sinh ra đến giờ tôi cảm giác như mình chưa hề có một người mẹ thật sự. Nhưng cậu luôn có một người mẹ tuyệt vời luôn cầu nguyện cho tương lai của cậu. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao cậu luôn mạnh dạn và tự tin. Đây là kỷ vật mà mẹ cậu đã để lại cho cậu. Cậu là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, nên tôi đã luôn bám vào cậu và mới đi xa được đến vậy. Cậu đừng gục ngã lúc này đấy nhé. Tae-ho bắt đầu đọc bức thư mà mẹ mình đã để lại. Trong thư thì bà mẹ đã yêu cầu cậu con trai của mình hãy buông bỏ những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ. Mẹ mong rằng sự bao dung sẽ luôn ở bên cạnh con trai của mẹ trong tương lai. Tae-ho đọc thư thì chỉ biết bật khóc. Anh chàng quyết định lái xe đến nơi mà hai mẹ con từng sống với di ảnh của mẹ mình. Tae-ho bước vào căn nhà đơn sơ từng là mái ấm của gia đình mình khi còn nhỏ và đặt tấm hình của mẹ mình xuống. Sau đó thì nhớ lại mình cũng đã từng khởi đầu một tình bạn cùng In-ha tại vùng quê yên bình này. Và tự hỏi bản thân, tại sao mọi chuyện lại đến nông nổi như thế này? In-ha đứng trong văn phòng của Chủ tịch Kang và ngắm nhìn dự án đường Hoàng gia rồi thì thầm, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày hôm sau thì cuộc họp cổ đông cũng đã chuẩn bị xong, cùng tấm bảng Chủ tịch Kang In-ha cũng được đặt lên bục phát biểu. Kang Song-ju đi vào nhà giam để thăm mẹ của mình, thì bà giám đốc Giang liền yêu cầu cậu con trai hãy lấy lại Kang-o ngay, vì nó là của mẹ. Song-ju liền hét lớn và bảo, mọi chuyện đã kết thúc rồi, con đã kiệt sức vì phải sống cho giấc mơ của mẹ, vì tham vọng của mình mà mẹ đã đẩy con đến vị trí này đấy, cả cuộc đời con chưa từng có cảm giác hạnh phúc và luôn thấy bất an vì phải làm hài lòng người khác, con muốn dừng lại để làm những gì mình muốn, mẹ à chúng ta dừng lại đi nào. Sau đó thì cả hai mẹ con đều bật khóc. Ông chủ tịch Park Sa-jin ngồi xe đi đến cuộc họp cổ đông của tập đoàn Kang-o với tâm trạng rất vui vẻ. Đột nhiên ông ta nhận được điện thoại từ cô con gái bác sĩ đang làm việc ở trại giam của mình, cô bác sĩ Park bảo con có việc muốn nói với bố. Sau đó thì cô bác sĩ nói với bố mình, con đã phải chịu đựng tên Kang In-ju và trở thành một con nghiện, con đã từng muốn biến mất khỏi thế giới này. Ông bố cũng xin lỗi con gái mình vì đã liên tục mắng mỏ khi con gái mình bị lạc lối và bảo đến lúc bố sẽ phải làm tròn trách nhiệm của một người bố rồi. Lúc này thì In-ha cũng lái xe đến tập đoàn Kang-o, sau đó thì cùng hai nhân viên thân tín của mình hiên ngang bước vào bên trong. Kang Song-ju đi vào cuộc họp cổ đông và ngồi cùng cô em gái của mình, lúc này thì bà chị dâu cũng đi đến và yêu cầu được ngồi chung phe với ông giám đốc Choi. Sau đó thì cậu thiếu gia cô Hui-chan cũng ngồi cùng phía với thế lực đối nghịch với phe của cô tiểu thư Hui-ju. Đột nhiên anh thư ký riêng đi vào và báo cáo với Song-ju một thứ gì đó, nên cậu con trai thứ hai nhà họ Kang liền bước ra ngoài. In-ha cùng hai cô cậu trợ lý đi thang máy lên trên để chủ trì cuộc họp cổ đông, nhưng khi thang máy vừa mở cửa thì anh công tố Ha đã đứng đợi sẵn và thông báo bắt giữ In-ha vì tội giết Kang In-ju và Mo Ji-jun. Trong khi Kang In-ha đang vùng vẫy kháng cự thì Tae-ho cũng xuất hiện. In-ha liền bật cười với ánh mắt đầy sắc lạnh. Ông giám đốc Choi tỏ ra vô cùng hốt hoảng khi nghe tin chủ tịch Kang In-ha đã bị bắt giữ. Tae-ho nhận được điện thoại của cô bác sĩ Park thông báo, bố tôi muốn gặp mặt anh đấy. Tên quản ngục thuộc hạ của In-ha khi đang bước đi trên đường thì bị hai chàng trai từng ở tù chặn đầu. Ông đại ca xuất hiện và bảo, hồi ở tù thì tôi buộc phải nghe lời anh, nhưng bây giờ ra ngoài thì ngược lại rồi, lẽ ra anh không nên làm chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp của mình chứ. Anh chàng hacker cũng xuất hiện và yêu cầu tên quản ngục hãy ngoan ngoãn mà hợp tác, sau đó thì tên quản ngục này cũng bị lôi cổ đi. Ông chủ tịch Park đi về văn phòng làm việc của mình thì thấy anh chàng Tae-ho đang ngồi chờ đợi mình. Sau đó Tae-ho nói với ông chủ tịch Park, chủ tịch Kang đã hứa sẽ giao cho ông công ty năng lượng của Kang-o, tôi nghĩ ông đã quá bận tâm đến việc nên chọn ủng hộ chủ tịch Kang hay In-ha, nên đã không biết cổ phiếu của công ty đó đã tăng giá lên gần 1 triệu won một cổ phiếu. Ông chủ tịch Park liền bảo, nhìn cậu làm tôi nhớ đến chủ tịch Kang thời trẻ đấy. Tae-ho tiếp tục yêu cầu chủ tịch Park đừng dính líu đến Kang In-ha nữa, vì ông chỉ cần quan tâm đến một mình tôi là đủ rồi. Anh công tố viên Ha bắt đầu thẩm vấn In-ha về cáo buộc đã giết Kang In-ju và Mo Ji-jun, nhưng In-ha bảo anh không có bằng chứng hay vật chứng gì mà đã bắt giữ tôi rồi. Anh phải chịu trách nhiệm vì hành động sai lầm này đấy. Anh công tố Ha liền ra hiệu cho một người hãy bước vào, và đó chính là tên Mo Ji-jun bằng xương bằng thịt. Vì đêm hôm đó khi Mo Ji-jun vừa bị tên quản ngục hạ gục nằm xuống đất, thì cô bác sĩ của trại giam đã xuất hiện kịp thời. Sau đó thì Tae-ho nhận được điện thoại của cô bác sĩ Park thông báo, anh dự đoán đúng rồi. Mo Ji-jun đã bị tấn công, khi đó thì Tae-ho đã đến trại giam để bí mật gặp mặt Mo Ji-jun và hỏi, anh nghĩ ai là người đã khiến anh thành ra như thế này, ai là người sẽ bỏ rơi bạn bè chỉ vì lợi ích cá nhân của mình, Kang In-ha không có bạn bè. Anh cũng chỉ là một công cụ để anh ta sai khiến mà thôi, tôi sẽ giúp anh thoát khỏi cuộc sống của một nô lệ và có thể sống cuộc đời của chính mình. Bây giờ thì Mo Ji-jun cũng tóm lấy cổ áo của In-ha và bảo, tôi đã làm tất cả để bảo vệ cậu. Có phải cậu xem tôi chỉ là một con chó của cậu phải không? In-ha lạnh lùng bảo, nếu là chó thì cậu phải bảo vệ chủ nhân cho đến cuối cùng chứ. Mo Ji-jun định đánh In-ha một cái, nhưng đã bị những anh công tố viên ngăn cản. Ngày hôm sau thì công tố viên bắt đầu ập vào văn phòng chiến lược tương lai do In-ha làm giám đốc và tịch thu toàn bộ giấy tờ tài liệu. Lúc này ở bệnh viện thì bác sĩ và y tá cũng đang chạy vào phòng bệnh của chủ tịch Kang vì tim của ông chủ tịch có dấu hiệu đã ngừng đập. Sau đó khi đang ngồi trong phòng giam thì In-ha nhận được một bưu phẩm từ ông bố chủ tịch của mình. Trong đó có tờ giấy quyết định của tòa án về việc hủy bỏ họ Kang của In-ha và trở về với họ Bách như trước đây. Bách In-ha đọc được tờ giấy quyết định
thì bật cười trong sự điên loạn của bản thân. Ở dinh thự Bisunjae bây giờ thì cô tiểu thư Hui Ju điện thoại cho Tae Ho và bảo muốn gặp mặt anh chàng tại dinh thự nhà mình. Sau đó thì Tae Ho cũng lái xe đến dinh thự này và đi vào bên trong để gặp mặt tiểu thư Hui Ju. Đột nhiên ông chủ tịch Kang ngồi xe lăn bước ra, khiến Tae Ho vô cùng bất ngờ. Hui Ju liền đi vào bên trong để cho bố mình có thể nói chuyện cùng Tae Ho. Sau đó ông chủ tịch Kang thông báo cho Tae Ho một tin gì đó. Phiên tòa xét xử bị cáo Bách In Ha cũng được tiến hành. Khi thẩm phán yêu cầu In Ha hãy nói những lời cuối cùng, thì anh chàng liền nhìn về hướng hai người từng là bạn của mình và bảo: "Chúng tôi đã đi cùng nhau và nhìn về cùng một hướng, nhưng tiếc là chúng tôi lại có những đích đến khác nhau." Sau đó thì thẩm phán cũng bắt đầu tuyên án, bị cáo Bách In Ha đã sát hại anh trai của mình và âm mưu sát hại đồng phạm Mo Ji Jun, bị cáo bị kết án tù chung thân. Sau đó thì Tae Ho đi đến thăm In Ha, khi nghe Tae Ho bảo tôi sẽ không tha thứ cho cậu, thì In Ha cũng nói tôi không có ý định cầu xin cậu tha thứ. Tae Ho liền hỏi: "Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?" In Ha bảo tôi không thể nhớ được lý do đó là gì, có lẽ vì cậu là Han Tae Ho vậy thôi. Tae Ho nghe được thì liền nói: "Tôi đã rất vui vì được làm bạn với cậu, tôi luôn nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên tôi yêu cầu được làm bạn với cậu." Tae Ho đưa ra tấm hình tốt nghiệp chụp chung của cả ba người rồi bước đi ra về. In Ha định nói với Tae Ho một điều gì đó nhưng lại quyết định không nói nữa và bảo: "Tạm biệt, chúng ta sẽ không gặp lại nhau ở ngoài nữa đâu." Sau đó thì Tae Ho cũng bước đi ra khỏi trại giam, còn In Ha thì ngắm nghía tấm hình tốt nghiệp mà mình từng chụp chung với Tae Ho và Hai Won. Cô tiểu thư Hui Ju bây giờ quyết định thu xếp hành lý để đi du lịch xa một thời gian và thông báo với ông anh Song Ju: "Chuyến đi này của em có thể sẽ lâu đấy, lúc em về chúng ta hãy làm một ly nhé." Còn Hai Won thì quay lại con đường làm một cố vấn chính trị của mình. Tối hôm đó Tae Ho đi đến tìm và rủ cô nàng hãy đi làm một cốc bia cùng nhau. Khi ngồi uống bia cùng nhau thì Tae Ho hỏi: "Cậu chưa từng đến thăm In Ha lần nào nhỉ?" Hai Won bảo: "Vì tôi muốn tập trung vào con đường của bản thân mình. Tôi thật ngưỡng mộ khi cậu có thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần phải thay đổi bản thân." Tae Ho liền bảo: "Cậu cũng không thay đổi gì mà, chúng ta vẫn sống quyết liệt nhất có thể để đạt mục tiêu của mình, tôi và cậu chẳng bao giờ thay đổi cả." Lúc này trong trại giam thì In Ha cũng đang làm một hành động đầy cực đoan với một dòng nước mắt rơi trên tấm hình kỷ niệm của ba người. 3 năm thấm thoát trôi qua, cậu con trai thứ hai Kang Song Ju bây giờ đã là giám đốc điều hành trung tâm hợp tác thịnh vượng và giúp mang lại mức tăng trưởng hơn 10%, dẫn đầu trong mảng kinh doanh toàn cầu của tập đoàn Kang O. Tae Ho đi đến gặp chủ tịch Kang ở một nơi rất cao và bảo: "Giấc mơ của ngài đã thành hiện thực rồi, và phía trước mặt hai người chính là thành phố sầm uất bậc nhất đường hoàng gia." Ông nghị sĩ Jo bây giờ đã trở thành tân tổng thống mới của Đại Hàn Dân Quốc dưới sự trợ giúp của cố vấn chính trị Na Hai Won. Kang Song Ju đi lên tầng cao nhất của tòa tháp thuộc tập đoàn Kang O để gặp mặt anh chủ tịch Han Tae Ho. Và vào 3 năm trước thì chủ tịch Kang đã nói với Tae Ho: "Trong lúc tôi nằm ở bệnh viện thì tôi đã suýt mất đi Kang O, nhưng cậu đã giúp tập đoàn của tôi vượt qua cơn khủng hoảng. Tôi luôn nghĩ một người không tư lợi và luôn lo lắng cho hạnh phúc của Kang O thì có thể trở thành chủ sở hữu của tầng thứ 151. Tuy nhiên cậu đã không bảo vệ được tình yêu bạn bè và thậm chí là gia đình của cậu. Sau cùng thì cậu chẳng có gì ở bên cạnh mình cả, nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có thể bảo vệ được nó không?" Tae Ho bây giờ hỏi Song Ju: "Anh có tiếc vì không được ngồi vào vị trí đáng lẽ là của anh không?" Song Ju bảo: "Nếu tôi nói không là đang nói dối đấy, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bố, ông ấy không bao giờ chọn sai người, nhưng cậu cũng đừng chủ quan. Nếu cậu mắc sai lầm gì trong quản lý thì tôi sẽ leo lên vị trí này ngay." Tae Ho cũng mỉm cười và bảo: "Tôi sẽ làm tốt nhất có thể." Sau đó khi đang ngồi trên xe thì Tae Ho nhận được một bức hình mà cô tiểu thư Hui Ju gửi cho từ Mexico để báo cáo tình hình hiện tại của mình. Anh chàng hacker Kim Wan Ju gọi điện và hỏi: "Tại sao anh lại gửi nhiều tiền cho tôi đi nghỉ dưỡng thế? Anh chủ tịch nói anh cứ quên đi công việc và tận hưởng kỳ nghỉ cho thật đã đời đi." Sau đó thì chàng trai trẻ này cũng bắt đầu vui đùa với hai chàng trai trong team và ông đại ca tại một bể bơi sang trọng. Anh chủ tịch Han Tae Ho đi đến tập đoàn Kang O và gật đầu chào ngài Park Sa Jin cùng Kang Song Ju, sau đó thì dẫn đầu phái đoàn đi vào bên trong. Buổi tối đó thì Tae Ho đứng trên tầng 151 của tòa tháp cùng tấm thiệp chúc mừng lễ khánh thành quỹ trẻ em Kang O ở trên bàn. Anh chủ tịch nhìn ra những tràng pháo hoa đang tung bay tuyệt đẹp trên bầu trời và Hai Won cũng đang ngắm nhìn những tràng pháo hoa này. Tae Ho bây giờ nói với bản thân mình: "Khi tôi 18 tuổi tôi đã từng mơ về khoảnh khắc này, bây giờ thì giấc mơ cũng trở thành hiện thực và tôi vẫn đang mơ về một giấc mơ khác cho chính mình." Bộ phim đến đây cũng đã hết. Nếu yêu thích nội dung trên các bạn hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ tinh thần cho Nấm Mốc Review nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.